tại bến cảng. Anh Hổ, chính là hắn ta, hắn đã đánh gục hết chúng tôi. Võ Đại Hải, cậu muốn làm trò gì đây hả? Gây chuyện ở bến cảng của tôi, cậu ngại sống quá lâu phải không? Lão Hổ, tôi đã nói từ trước rồi mà, bến cảng này, vận tải Tinh Hải chúng tôi đã nhìn chúng. Vốn dĩ là muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng anh lại không biết tốt xấu. Vậy thì đừng trách tôi dùng thực lực để nói chuyện. Thằng nhãi con, lông còn chưa mọc đủ, dám đứng trước mặt ông đây, ngang ngược kiêu ngạo, còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa. Cậu là cái thá gì chứ? Tôi biết anh có thể đánh, cũng biết tập đoàn Hổ Môn trước đây từng làm gì, nhưng tôi cũng không phải tay trắng tới đây. Hôm nay tôi có mời đại sư Vũ Long đến đây, chỉ cần người của tập đoàn Hổ Môn các người đánh bại được hắn, bến cảng này tôi không cần nữa. Ông đây đã nhiều năm rồi chưa có vận động xương cốt, nếu cậu muốn đánh đến vậy, ông đây sẽ theo đến cùng. Vậy xin đắc tội anh Hổ. Hay lắm, đại sư Vũ Long thân thủ thật tốt. Thế nào rồi lão Hổ, đã chấp nhận thua chưa? Bến cảng này sau này sẽ là của vận tải Tinh Hải chúng tôi. Anh Hổ, anh ổn chứ? Chú em chịu, thật ngại quá, tôi già yếu rồi nên đánh không lại hắn, phải làm phiền tới cậu rồi lão Hổ. Đây là người trợ giúp mà anh nói sao? Tôi thấy cũng không ra gì lắm. Cậu ta mà cũng xứng đấu với đại sư Vũ Long sao? Tôi thấy đến đây để xuống mổ chung thì có, chính hai người đã đánh anh Hổ phải không? Thằng nhóc, tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng, mau chóng cút đi. Chú em Triệu, đại sư Vũ Long này là cao thủ hàng đầu của tỉnh Đông Giang đấy, nếu cậu không đánh lại thì đừng đánh nữa, cùng lắm thì giao bến cảng này cho cậu ta. Được thua trong tay một cao thủ như đại sư Vũ Long thì cũng vinh hạnh lắm đấy. Đại sư Vũ Long mà muốn xử cậu giống như đập một con muỗi, đơn giản như vậy đấy. Nhóc con, đã nhìn thấy chưa, cậu có chịu nổi cú đá này không? Chút thực lực này không đe dọa tôi nổi đâu. Chú em Triệu, tôi biết cậu đánh võ rất giỏi, nhưng sức mạnh của anh chàng này không xem thường được. Tôi nghĩ lần này vẫn là bỏ qua đi, coi như tôi chịu thua rồi đi. Tên nhóc, khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Nếu cậu một lòng muốn xuống địa ngục, vậy tôi sẽ thực hiện nguyện vọng. Đại sư Vũ Long, không cần nương tay, ở tỉnh Đông Giang không có mấy người dám kiêu ngạo trước mặt Vũ Long tôi đây. Nếu đã như vậy, tôi muốn xem cậu có thể chịu được một cú đá của tôi không. Chú em Triệu, cậu có chắc là chịu được không? Không cần phải cố gắng thể hiện đâu, anh Hổ yên tâm, đối phó với loại rác rưởi này không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tôi 6 tuổi đã luyện võ, liên tục luyện tập trong 20 năm để có thể đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Thập nhị lộ đàm cước đã được dày công tôi luyện rất lâu, ngoại trừ sư phụ của tôi, không ai đứng trước mặt của tôi mà kiêu ngạo như vậy, hơi thở yếu ớt, nội lực không đủ. Thập nhị lộ đàm cước này chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, cái này chỉ có thể dọa được người ngoài cuộc, nhưng đứng trước mặt tôi, anh không dọa được. Khẩu khí to thật đấy, tôi muốn xem cậu có thể cầm cự được bao lâu. Đừng có mà gục sớm quá nhé, như vậy thì không có ý nghĩa gì hết. Bớt nhiều lời, còn không đánh sao? Tôi còn phải về nhà với vợ tôi nữa. Rác rưởi, đúng là yếu thật. Võ thuật của chú em Triệu quả nhiên là lợi hại, hạ gục anh ta bằng một đòn không thể nào như vậy. Cậu đợi đó cho tôi, chuyện này chưa xong đâu, tôi cho cậu đi rồi sao? Cậu làm gì vậy? Đánh anh Hổ xong lại muốn chạy hả? Đây là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cậu có biết tôi là ai không? Đừng tưởng cậu có anh Hổ chống lưng cho thì tôi không dám đụng đến cậu. Cho dù cậu là ai, dám gây sự trên địa bàn của anh Hổ, đánh người ta rồi lại quay lưng bỏ đi, đâu ra thể loại như vậy? Cậu dám đánh tôi? Ông đây chính là người thừa kế của vận tải Tinh Hải đó. Cậu có biết vận tải Tinh Hải trước đây đã làm được những gì không? Nhãi danh, cậu tiêu đời rồi. Chú em Triệu, hay là tha cho cậu ta đi. Anh Hổ, vừa nãy cậu ta tính hại anh đó, lát nữa tôi sẽ nói rõ với cậu sau. Cút đi. Nhãi danh, cậu tiêu đời rồi. Tôi không lấy mạng cậu thì không phải con người nữa. Anh Hổ, xem ra anh có vẻ sợ hãi khi nghe tên vận tải Tinh Hải nhỉ. Lai lịch của vận tải Tinh Hải không hề đơn giản đâu. Ba của Võ Đại Hải, Võ Phi Long, lúc trước chính là người của Thanh Bang, thế lực của Thanh Bang tôi nghĩ chắc cậu cũng từng nghe qua rồi. Nếu thật sự phải đánh nhau,
cũng không dễ đụng vào vận tải tinh hải đâu. Hóa ra là dính dáng đến Thanh Bang sao? Thảo nào lại kiêu ngạo như vậy. Trong giới giang hồ trước giờ không chỉ là đánh đấm nhau, mà còn là cách đối nhân xử thế. Chuyện ngày hôm nay, Võ Đại Hải nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Tôi nghĩ, để hôm nào tôi lựa chỗ, hẹn Võ Phi Long ra, rồi chúng ta nói chuyện nhé. Cậu thấy sao? Được. Anh Hổ, tôi nghe theo anh, đi thôi. Anh Hổ tìm anh có việc gì vậy? Võ Đại Hải của vận tải Tinh Hải muốn cướp cảng của anh Hổ. Anh Hổ muốn nhờ anh giúp đỡ. Cái gì? Vận tải Tinh Hải sao? Anh có sao không vậy? Anh không sao. Anh chỉ đánh người của vận tải Tinh Hải một trận tơi bời thôi. Anh đánh người của vận tải Tinh Hải hả? Anh đã đánh ai vậy? Là Võ Đại Hải. Còn một người tên là Vũ Long. Anh Minh Quân, anh gặp rắc rối lớn rồi. Anh dám đụng vào người của vận tải Tinh Hải. Anh Hổ thấy bọn họ cũng phải kiêng nể phần nào đó. Anh đánh những người khác cũng không sao, sao anh còn dám đánh Võ Đại Hải vậy? Vận tải Tinh Hải có Thanh Bang chống lưng, anh biết chứ. Anh Hổ đang lựa một nơi để hẹn Võ Phi Long ra gặp mặt, rồi cùng nhau nói chuyện lại. Yên tâm đi, không sao đâu. Anh đừng bao giờ kể chuyện này cho ông nội biết đó. Nếu anh có cần gì, cứ nói với em. Em sẽ tìm cách giải quyết. Anh có thể giải quyết chuyện này. Em tuyệt đối đừng tham gia vào. Anh sợ sẽ không hay cho Diệp gia. Bây giờ anh đã là chồng em rồi. Làm sao em có thể không quan tâm đến mà khoanh tay đứng nhìn chứ? Biệt thự Võ gia. Đã điều tra ra, Triệu Minh Quân là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, là chồng của Diệp Mẫn Nhi. Tôi không cần biết tội ta là ai, chỉ cần dám chống lại vận tải Tinh Hải của tôi thì phải trả giá. Cho dù cậu ta có tập đoàn Diệp Thị chống lưng cho, cũng vô ích thôi. Cái cô Diệp Mẫn Nhi này chính là đệ nhất đại mỹ nhân của Vân Hải. Phim được dịch. Đúng lúc con chưa có cơ hội để ra tay. Lần này cơ hội đã đến rồi. Anh Phi Long, anh có thời gian thì đến Vân Thủy một chuyến nhé. Anh Hổ hẹn tôi, tất nhiên là phải đi rồi. Nhưng mà anh phải dẫn theo Triệu Minh Quân đến đó nữa. Không thành vấn đề. Có chuyện nên muốn hẹn mọi người nói chuyện đây. Một tiếng nữa, tôi sẽ đợi anh Phi Long ở nhà hàng Vân Thủy. Lão Hổ hẹn ba đến nhà hàng Vân Thủy. Thằng nhóc đó cũng sẽ đến. Xem ra Lão Hổ không muốn làm lớn chuyện rồi. Xem như anh ta biết điều. Để xem tối nay con xử lý bọn họ thế nào. Nhà hàng Vân Thủy. Anh Phi Long, nào, mời anh ngồi. Lão Hổ, không cần ngồi đâu. Tôi đến đây chỉ muốn một việc thôi. Giao thằng nhóc này cho tôi. Những chuyện khác tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhãi danh, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ lấy mạng cậu. Anh Phi Long, lần này chúng tôi mời các anh đến đây để nói chuyện, chứ không phải là vì sợ các anh. Chỉ là chúng tôi không muốn làm lớn chuyện này lên, như vậy không tốt cho ai cả. Anh là cái quái gì hả? Gọi anh là anh Hổ là vì nể mặt anh, chứ anh chẳng là cái gì trong mắt chúng tôi cả. Đừng có không biết điều. Đã nói như vậy thì chắc không cần nói chuyện nữa đâu. Vẫn phải nói chuyện chứ. Mau bắt thằng nhãi này quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Sau đó phải liếm sạch giày của tôi như một con chó vậy đó. Tôi có thể nổi lòng từ bi, tha cho cậu ta một mạng, mặc dù hai người có Thanh Bang chống lưng. Nhưng ở đây là Vân Hải. Không biết hai người đã từng nghe qua một câu tục ngữ chưa? Đó là phép vua thua lệ làng. Nếu thật sự muốn đánh nhau, móng hổ của tôi có thể xé mấy người ra từng mảnh đó. Lão Hổ, anh đang đe dọa tôi sao? Võ Phi Long tôi lại để bị đe dọa sao? Tôi muốn cảng của anh nên mới thương lượng. Là đã nể mặt anh lắm rồi, tôi cho anh thể diện mà anh không cần. Vậy tôi chỉ có thể cướp thôi. Vương Hổ, mặc dù anh được coi là người có máu mặt của Vân Hải, nhưng mà Thanh Bang chúng tôi chỉ cần cử đại một người nào đó là có thể lấy mạng anh dễ dàng. Ở trước mặt Thanh Bang, hai người chẳng là cái gì cả. Đối phó với anh cũng cần người của Thanh Bang ra mặt sao? Chỉ cần Thanh Bang ra lệnh, Vương Hổ anh không sống nổi 3 ngày đâu. Được rồi, nếu không thể nói đàng hoàng, vậy tôi xin đắc tội nhé. Chú em Triệu, chúng ta đi thôi. Anh Hổ đương nhiên có thể đi, nhưng cậu ta thì không được. Thích ra vẻ ta đây lắm đúng không? Lại thèm đòn sao? Tôi biết cậu đánh nhau giỏi rồi, nhưng thế thì sao hả? Người của Thanh Bang giỏi hơn cậu nhiều. Biết bao nhiêu người còn giỏi hơn Vũ Long nữa. Muốn lấy mạng cậu dễ như trở bàn tay. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Sau đó dẫn cô vợ nhỏ bé Diệp Mẫn Nhi qua phòng của tôi.
để tôi được vui vẻ sung sướng nào. Ông đây cho cậu sướng. Triệu Minh Quân, cậu đánh con trai tôi ngay trước mặt tôi sao? Cậu thì giỏi rồi. Vậy để tôi đưa vợ ông qua phòng cậu ta, cho cậu ta chơi nhé. Cậu là đồ chó. Có gan thì hôm nay lấy mạng tôi đi. Nếu không thì tôi nhất định sẽ chơi Diệp Mẫn Nhi ngay trước mặt thằng nhóc cậu đó. Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu hả? Thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đủ rồi đó. Triệu Minh Quân, cậu xem ba con chúng tôi là cái gì vậy hả? Nếu cậu dám lấy mạng con trai tôi nhất định sẽ chôn cậu với Diệp gia trong vòng 24 tiếng nữa. Chú em Triệu, bình tĩnh đi. Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho ông biết ai mới là người không nên đụng vào. Triệu Minh Quân, cậu dám đánh tôi. Đại Hải, con không sao chứ? Triệu Minh Quân, cậu cũng to gan thật. Đợi người của thanh bang chúng tôi đến đây đi, tôi xem cậu còn dám lên mặt nữa không. Cậu đánh con trai tôi nhất định sẽ chôn Diệp ra cậu. Tôi sẽ bắt Diệp Mẫn Nhi phải hầu hạ con trai tôi cả đời. Được, tôi đợi đó. Anh Hổ, đi thôi. Đại Hải, con sao rồi? Sư phụ, Đại Hải bị người ta đánh. Xin thầy hãy ra tay giúp đỡ. Chú em Triệu này, lần này là tôi liên lụy đến cậu. Cậu yên tâm, cho dù có mất mạng cũng phải bảo vệ cậu và Diệp gia bình an. Anh Hổ, yên tâm đi, những kẻ hèn mọn của thanh bang này tôi còn không thèm để vào mắt. Sư phụ của Võ Phi Long chính là trưởng lão của thanh bang. Nghe nói thực lực của ông ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cậu nói cậu còn có thể đánh thêm mấy tên nữa. Anh Hổ nghĩ nhiều quá rồi, hãy cất mấy cái suy nghĩ đó của mình đi. Biệt thự hoàng gia cao cấp. Lão gia cứ nhất quyết gả Mẫn Nhi cho tên phế vật này. Phế thì cũng thôi đi, còn gây rắc rối. Gây với ai thì không gây, lại gây vào người mà Diệp gia chúng ta không dám động đến. Phải làm sao đây? Vừa rồi Võ Phi Long gọi điện đến, nói muốn xử hết Diệp gia chúng ta, còn muốn em đi hầu hạ Võ Đại Hải nữa. Cậu đúng là một tên sao chổi mà. Cậu mới đến nhà chúng tôi không bao lâu đã gây ra rắc rối lớn như vậy. Cậu có biết sau lưng Võ Phi Long là ai chống lưng không? Đó là thanh bang đấy. Cả Long Quốc này có mấy ai dám động đến chứ? Lão gia quá hồ đồ mà, khiến Diệp gia chúng ta đi vào con đường diệt vong rồi. Có con ở đây, họ không dám làm gì Diệp gia cả. Anh ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn ăn nói mạnh miệng thế? Võ Phi Long đã đe dọa sẽ đưa người của thanh bang đến đây. Khi đó cho dù lão hổ có đến thì cũng chẳng giúp ích được gì. Mẫn Nhi, thanh bang cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu họ đến, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Giải quyết sao? Cậu giải quyết bằng cách nào? Người ta là thanh bang đấy. Ở trước mặt thanh bang, cậu thì là cái thá gì? Người ta chỉ cần động một ngón út là có thể tiễn cậu đi liền đó. Ly hôn. Mẫn Nhi, con mau chóng ly hôn với tên phế vật này đi. Không còn quan hệ gì với hắn nữa. Muốn tính sổ, tìm một mình hắn tính sổ là được rồi. Vô dụng thôi. Nếu có ly hôn, Võ Phi Long cũng sẽ không buông tha cho Diệp gia. Chuyện đến mức này rồi, không còn đường nào để lui nữa. Chuyện là do cậu ta gây ra, cứ để cậu ta quỳ xuống trước mặt Võ Phi Long đi. Cho dù cậu ta có bị đánh thê thảm cỡ nào, cũng phải nhận được sự tha thứ của Võ gia. Triệu Minh Quân, cậu như vậy có xứng với lão gia không? Lão gia vì niệm tình cũ, cho dù Triệu gia bị diệt vong, cũng muốn đi tìm cậu mười mấy năm, chỉ để hoàn thành hôn ước của Mẫn Nhi và cậu. Đây là cách cậu báo đáp cho lão gia, báo đáp Diệp gia chúng tôi sao? Cậu ta là một người vô ơn, không có ý báo đáp, vong ơn bội nghĩa. Mẹ, hai người đừng nói nữa. Lần này là anh quá bốc đồng rồi. Anh có từng nghĩ hậu quả của mọi chuyện sẽ như vậy không? Mẫn Nhi, nếu không phải em giúp anh trả tiền phẫu thuật, ca phẫu thuật của mẹ anh cũng không thể hoàn thành. Anh rất cảm kích em, cũng rất biết ơn Diệp lão gia. Làm sao anh có thể hại em, hại Diệp gia chứ? Hãy tin anh, không có chuyện gì đâu. Anh sẽ đi giải quyết chuyện này. Bái kiến Dương trưởng lão. Anh Minh Quân, em biết anh và Hổ gia là anh em thân thiết, cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà Hổ gia và thanh bang hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm, anh hiểu không? Triệu Minh Quân, nếu cậu thực sự biết ơn Mẫn Nhi, cậu nên dập đầu tạ lỗi đi. Đến lúc đó Võ Phi Long nhìn thấy thành ý của chúng tôi, nói không chừng sẽ không làm khó chúng tôi nữa.
Nếu cậu là một người đàn ông, thì việc mình làm mình tự chịu. Đừng liên lụy đến Diệp gia chúng tôi. Anh Hổ, có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được một tin, Dương Quốc Nghĩa, sư phụ của Võ Phi Long, đã rời khỏi Vân Hải, đang trên đường đi tìm cậu đấy. Chuyện này bắt đầu từ tôi. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tôi sẽ đến ngay. Tôi biết rồi. Có phải là Thanh Băng đến không? Cậu còn không mau dập đầu tạ lỗi đi. Triệu Minh Quân, chào mừng cậu đến địa ngục. Võ gia chủ, là cậu ta đã chọc tức các anh. Oan có đầu, nợ có chủ, muốn trả thù thì cứ tìm cậu ta. Cầu xin anh hãy tha cho Diệp gia chúng tôi. Con trai tôi bị hắn phế rồi. Hắn là con rể của Diệp gia các người. Diệp gia các người không ai có thể chạy thoát đâu. Tôi còn muốn Diệp Mẫn Nhi hầu hạ con trai tôi cả đời. Đây là kết cục của cậu. Khi đụng đến Võ Phi Long này, Võ gia chủ, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Diệp gia chúng tôi. Võ gia chủ, xin nương tay, tha cho Diệp gia chúng tôi. Diệp gia chúng tôi bằng lòng trích ra 30% cổ phần tặng cho Võ gia chủ. Chờ tôi xử Diệp gia xong, toàn bộ Diệp gia đều là của tôi rồi. Tôi còn quan tâm đến 30% đó sao? Cái xấu của tôi, sao khổ thế này? Tôi có thể phế Võ Đại Hải thì tôi cũng có thể tiễn ông đấy. Sư phụ tôi đã đến Giang Châu rồi. Ông ấy là trưởng lão của Thanh Bang, cao thủ tuyệt đỉnh đấy. Tôi hy vọng khi cậu ở trước mặt ông ấy vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Tôi không quan tâm ông là trưởng lão Thanh Bang hay trưởng lão Lục Bang. Nếu ông ta đến, tôi cũng sẽ tiễn ông ta đi cùng. Võ Phi Long là anh cướp lãnh địa của tôi trước. Tôi tìm anh nói chuyện, anh tự cho mình là đúng. Bây giờ con trai anh bị phế rồi, đó là do anh tự làm tự chịu. Anh còn mặt mũi đến đây báo thủ sao? Vương Hổ, anh cũng chán sống rồi. Ông đây đã đến rồi thì không có ý định sống sót rời đi. Nhưng tôi đảm bảo rằng trước khi tôi xuống địa ngục, nhất định cũng phải kéo anh đi cùng. Vương Hổ, anh đừng tự cho mình là đúng. Trước mặt sư phụ tôi, mấy người đều là hạng tép diêu. Sư phụ tôi có thể tiễn anh đi bất kỳ lúc nào đấy. Đừng vui mừng quá sớm. Ai tiễn ai cũng chưa biết đâu. Một đám con nít ngạo mạn. Dương Quốc Nghĩa của Thanh Bang đến đòi mạng đây. Sư phụ, người phải làm chủ cho đệ tử. Đánh cậu cũng chính là đánh Dương Quốc Nghĩa này. Đã lâu rồi lão phu không đánh ai, vậy mà có kẻ dám động tới người của Thanh Bang tôi. Sư phụ, chính thằng nhóc này đã phế Đại Hải, còn không xem Thanh Bang ra gì cả. Đây không phải là đang sỉ nhục Thanh Bang sao? Võ Phi Long, lần này là ân oán giữa chúng ta. Có bản lĩnh thì nhắm vào một mình tôi thôi, để cho bọn họ rời đi đi. Vương Hổ, anh là cái thá gì chứ? Tôi không chỉ muốn mạng anh, mà còn muốn mạng của bọn họ nữa. Tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Dương trưởng lão, vốn dĩ là do Võ gia chủ cướp địa bàn của anh Hổ, vì vậy mới có hiểu lầm. Anh Hổ cũng muốn hòa giải, nhưng mà Võ gia chủ đã đưa ra yêu cầu quá đáng. Chuyện này không thể trách anh Hổ và chồng tôi được. Mẫn Nhi, đến lúc này rồi, con còn nói thay cho thằng kia, con không muốn sống nữa sao? Tôi không quan tâm đúng sai. Tôi chỉ biết có người dám động đến đồ đệ của tôi thì chính là đánh vào mặt Dương Quốc Nghĩa tôi đây. Con ở đó sỉ nhục Thanh Bang, nhất định phải trả giá bằng máu. Quỳ xuống hết cho tôi. Ai không quỳ thì tiễn người đấy. Dương trưởng lão, tha mạng cho tôi. Chuyện này thực sự không liên quan đến chúng tôi. Cậu không quỳ sao? Đúng là ngoan cố. Chính là cậu ra tay phế Đại Hải sao? Đúng vậy, Võ Đại Hải làm nhục vợ tôi. Tôi dạy hắn làm người đấy. Tôi đã khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Triệu Minh Quân, đồ tệ bạc nhà cậu, cậu còn dám cãi lại trưởng lão Dương nữa hả? Còn không mau quỳ xuống. Cậu muốn Diệp gia chúng tôi không ai còn sống sao? Mẫn Nhi, quỳ xuống đi. Mẹ còn chưa muốn gặp ông bà đâu. Mẫn Nhi, mạng quan trọng hơn mặt mũi. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa hiểu sao? Cho dù có quỳ, ông ta cũng không tha cho nhà mình đâu. Diệp Mẫn Nhi con, thà không sống nữa cũng không muốn quỳ cho người ta sỉ nhục. Cũng cứng đầu đấy nhỉ. Được thôi, để tôi nói cho cô biết, cho dù các người có quỳ xuống, tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu. Sau khi tôi diệt hết bọn họ, tôi sẽ tặng cô cho con trai tôi, để nó cho cô nếm mùi, để tôi xem cô lì được đến khi nào. Võ Phi Long, nếu ông dám sỉ nhục vợ tôi thêm lần nữa, tôi sẽ cho ông nếm mùi trước đấy. Nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi sẽ cân nhắc cho cậu ra đi nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu không, tôi có tận 1000 cách khiến cậu đau đớn mà nhắm mắt. Nhân tiện, không phải cậu yêu vợ cậu lắm sao? Một lát nữa, tôi sẽ từ lột từng mảnh vải trên người cô ta ra, để mọi người cùng thưởng thức. Cầm cái miệng bẩn thỉu của ông lại đi. Đến nước này rồi còn lớn giọng, tôi cũng sẽ cho ông một cơ hội. Quỳ xuống, dập đầu, cầu xin vợ tôi đủ 100 cái. Nếu không, tôi cũng có sẵn 1000 cách khiến ông nếm đủ loại đắng cay đấy. Nói nhảm cái gì vậy? Bảo tôi quỳ hả? Cậu sợ quá hóa khờ rồi hả?
lột sạch đồ của Diệp Mẫn Nhi cho tôi. Lá gan của cậu lớn lắm rồi đấy, dám động tay động chân trước mặt tôi. Lão già, tôi cũng sẽ cho ông một cơ hội. Tự phế hai tay, rồi cút khỏi đây đi. Nếu không, tôi khiến ông hết đường với Thanh Băng luôn. Đã rất lâu rồi chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy, dám bảo tôi tự phế hai tay. Những người từng nói với tôi như vậy đã bị tôi khử hết rồi. Sư phụ, không cần phải nói nhảm với tên rác rưởi này nữa. Chặt gãy hết tất cả tứ chi của cậu ta đi. Con muốn tự từ giày vò cậu ta. Con muốn cậu ta biết thế nào là sợ hãi và tuyệt vọng. Nằm la liệt rồi, còn chưa biết điều nữa. Vậy tôi sẽ xử ông trước. Sư phụ cứu con. Cậu dám, ông xem tôi có dám hay không. Toang rồi, toang thật rồi. Diệp gia tiêu đời rồi. Cậu chọc đến tôi rồi đấy. Đứng đó chịu trận đi. Yếu đến thế sao? Chỉ với mấy chiêu này của ông, gọi ông là rác rưởi cũng không quá nhỉ. Rốt cuộc cậu là ai hả? Một cú của chú em Triệu đã hoàn toàn đánh bại Dương Quốc Nghĩa. Sức mạnh này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào vậy? Anh Minh Quân thắng rồi. Ông chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Hôm nay cậu có thể thắng tôi, nhưng Thanh Băng cao thủ vô số kể, tôi cũng chỉ đứng hạng 10 trong số đó. Bây giờ cậu thật sự đắc tội với Thanh Băng rồi. Chờ ngày Thanh Băng trả thù cậu đi. Thanh Băng trả thù hả? Chỉ là một Thanh Băng nhỏ bé, tôi vốn không hề để tâm. Ông bảo người của Thanh Băng đến đây hết đi. Đến bao nhiêu, tôi xử bấy nhiêu. Thật điên rồ. Tổ chức Thanh Băng có lịch sử hàng trăm năm, không lẽ còn đấu không lại một tên vô danh tiểu tốt như cậu sao? Cậu đợi đó, tôi sẽ bảo Thanh Băng phát lệnh thí sát cậu. Vân Thành nhỏ bé, để xem cậu có cách nào chịu nổi thí sát lạnh của Thanh Băng. Khá khen cho Thanh Băng, còn dám hạ lệnh thí sát, muốn làm loạn, xem mạng người như cỏ rác hả? Cậu là ai nữa? Hỗn sự, không được vô lễ. Đây là chiến tướng Thanh Long của Thần Long Quân. Mở to mắt ra mà nhìn cho tôi. Tham kiến chiến tướng Thanh Long, tôi phụng lệnh tuần tra Vân Hải. Biết được ân oán giữa Dương Quốc Nghĩa và Diệp gia, tôi đã nắm được toàn bộ sự việc. Nguồn cơn là do Võ Phi Long làm sằng bậy trước, bị người khác xử lý, còn hoang hoang đòi diệt tập người khác. Võ Phi Long, gan của ông lớn quá nhỉ. Chiến tướng Thanh Long, xin tha mạng. Dương Quốc Nghĩa, cút về Thanh Bang của ông đi. Chuyện hôm nay coi như chấm hết. Nếu còn dám đến đây gây rối, cẩn thận tôi dẫn quân san bằng Thanh Bang đấy. Vâng, tôi hiểu rồi. Võ Phi Long, ông tác quái ở Vân Hải, tội ác tày trời. Người đâu, lôi ông ta ra ngoài, xử phạt tại chỗ. Xin chiến tướng tha mạng. Tôi sai rồi, cho tôi thêm một cơ hội đi. Tôi biết sai rồi, cảm ơn chiến tướng Thanh Long đã có ơn cứu mạng. Võ Phi Long làm nhiều điều ác ở Vân Hải này, đó là quả báo của ông ta. Không cần phải cảm ơn tôi, tôi đã nhận lệnh tuần tra Vân Hải thì đương nhiên phải loại bỏ con sâu thối đó. Chuyện hôm nay tôi đã giải quyết xong rồi, vậy tôi xin phép đi đây. Đồ vô dụng nhà cậu, nếu hôm nay chiến tướng không đến thì Diệp gia bị cậu hại thê thảm rồi. Mẫn Nhi, mau ly hôn với thằng vô dụng này đi, sau này không biết nó còn gây ra họa gì nữa. Mẹ con nói đúng đấy, bắt buộc phải ly hôn, tránh xa cậu ta ra. Mặc dù lần này anh Minh Quân có hơi bốc đồng, nhưng anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ con thôi. Con không ly hôn với anh ấy đâu. Con muốn chọc tức mẹ hả? Được thôi, con không ly hôn thì mẹ đi tìm ông con. Mẹ sẽ kể chuyện cậu ta suýt làm Diệp gia tan cửa nát nhà cho ông ấy nghe. Để mẹ xem ông ấy có chấp nhận cuộc hôn nhân này không. Mẹ, sức khỏe của ông nội không tốt, lỡ ông có gì bất chắc thì mẹ có yên lòng không? Mặc dù đây là chuyện nhà của Diệp gia các người, nhưng tôi cũng phải nói vài câu. Triệu lão gia tuyệt đối sẽ không hồ đồ vậy đâu. Sau này chú em Triệu Át sẽ thành người tài hiếm có. Nếu hôm nay hai người đuổi cậu ấy đi, sớm muộn gì cũng phải hối hận. Anh Hổ, cậu ta đúng là giỏi đánh nhau, nhưng lại càng giỏi gây rắc rối. Lần này là nhờ có Thanh Long đại nhân, lần sau thì sao? Diệp gia chúng tôi không dám cược đâu. Mắt nhìn của chủ tịch Diệp tốt hơn ông, chẳng trách Diệp lão gia giao Diệp thị cho chủ tịch Diệp quản lý. Chú em,
Tôi đi trước đây. Hồng Khác, gặp nhau uống rượu tâm sự đi. Phim được dịch, anh Hổ, tôi tiện anh, bờ sông. Tham kiến Long Soái. Đứng dậy đi, sao cậu lại đến đây? Long Soái, Thần Long Quân không thể không có anh. Các tướng sĩ đều rất nhớ anh. Xin anh hãy quay về Thần Long Quân. Tôi đã chán mấy cảnh đánh đấm rồi. Chỉ muốn làm người bình thường, để mẹ tôi an hưởng tuổi già. Cậu về đi, nói với các tướng sĩ. Mặc dù tôi rời khỏi Thần Long Quân, nhưng lòng tôi vẫn ở đó. Đến lúc cần thiết, tôi ắt sẽ về. Long Soái, còn chuyện này nữa. Trấn Bắc Vương đã cho người trấn thủ Vân Châu rồi. Lần này tôi đến Vân Hải tuần tra là vì giúp Trấn Bắc Vương tìm hiểu tình hình trước. Lý Trung Nguyên trở thành người trấn giữ Vân Châu. Đây là thư mời mà Trấn Bắc Vương bảo tôi đưa cho anh. Thư mời. 7 ngày sau, Trấn Bắc Vương sẽ tổ chức lễ nhậm chức ở Vân Hải. Muốn mời anh tham gia. Lý Trung Nguyên cùng tôi vào sinh ra tử. Làm tướng rồi được phong vương. Không ở yên ở Thần Long Quân, lại chạy đến Vân Châu trấn thủ làm gì? Chỉ vì tôi mà loạn hết cả rồi. Tôi cần được bảo vệ lắm sao? Long Soái bớt giận. Lần này triều đình xuất hiện vài tin đồn không tốt về anh. Trấn Bắc Vương sợ là sẽ có người của triều đình nhắm vào anh, cho nên lần này đặc biệt đến tìm đại trưởng lão nói chuyện, chủ động xin tới Vân Châu. Tôi biết ngay mà, bọn họ sẽ mượn chuyện Tô gia bị diệt tộc để nói. Bọn họ muốn chống đối tôi thì cứ để họ làm. Triệu Minh Quân tôi thì có sợ gì? Biệt thự hoàng gia cao cấp. Mẫn Nhi, lần này lại gây rắc rối cho em. Anh có nghĩa khí, em rất ngưỡng mộ. Nhưng sau này anh làm việc có thể cẩn thận hơn một chút không? Đừng kích động như vậy. Mặc dù nói Diệp thị ở Vân Hải là một trong những gia tộc lớn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chọc nổi. Diệp thị là tâm huyết của ông nội. Em không muốn Diệp thị bị hủy hoại trong tay em. Anh Minh Quân, anh có hiểu không? Sau này đều nghe em cả. Mệt rồi sao? Để anh xoa bóp cho em. Kỹ thuật của anh cũng không tệ đâu đấy. Alo, alo, Diệp Tổng, câu lạc bộ của chúng ta bị người ta đập phá. Cái gì? Chuyện gì vậy? Nghe nói là do đối phương không hài lòng với kỹ thuật viên massage nên đã đánh kỹ thuật viên một trận. Người của chúng ta cũng đánh người ta, nhưng người đó hình như có chút gia thế. Kết quả đã gọi một đám người đến đập phá câu lạc bộ của chúng ta. Đối phương còn nói lời ác ý, nói nếu chúng tôi mà tu sửa lại, anh ta sẽ dẫn người đến phá. Đã điều tra đối phương là ai chưa? Điều tra rồi, hình như là người của đế đô. Dù sao thì gia thế cũng không phải dạng vừa. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Sao vậy? Một trong những câu lạc bộ giải trí của chúng ta bị đập phá, em phải qua đó ngay. Anh đi cùng em, câu lạc bộ giải trí của Diệp gia. Diệp Tổng, người đang ở bên đó. Châu Đức Nhân, chào anh, tôi là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, Diệp Mẫn Nhi. Không biết, anh đây, xưng hô thế nào? Từ lâu tôi đã nghe, chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị Vân Hải chính là mỹ nữ đẹp nhất của Vân Hải, tài sắc vẹn toàn, phong thái xuất chúng. Hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường. Kỹ thuật viên của các người làm tôi rất khó chịu, vậy nên tôi đã tát cậu ta. Cậu ta lại gọi người đến đánh tôi. Tôi là thiếu gia của Châu gia, thành viên của ngũ đại gia tộc tại đế đô. Nếu chuyển ra ngoài, sau này tôi làm sao sống ở đế đô nữa. Chuyện này là chúng tôi không đúng. Anh đập phá cũng đập phá rồi, không biết anh có hài lòng chưa. Châu Đức Nhân tôi ở đế đô chưa từng bị ai chọc giận như vậy. Đập phá một chút mà đã hài lòng sao? Cô nghĩ tôi là gì? Như vậy đi, hoặc là trong 7 ngày nữa các người tu sửa xong chỗ này để tôi đập phá nó một lần nữa, hoặc là Diệp Tổng, cô ở lại đây uống với tôi một ly. Nếu cô phục vụ tôi tốt, chuyện này tôi có thể không truy cứu nữa. Châu thiếu gia, anh đại nhân đại lượng, ly này tôi kính anh. Diệp Tổng, tiểu lượng tốt đấy. Nhưng mà một ly làm sao đủ? Ít nhất là một chai này. Châu thiếu gia, hay là chai này để tôi uống cho. Liên quan gì đến cậu? Người đâu? Kéo xuống. Châu thiếu gia, tha cho tôi đi. Châu thiếu gia, tha cho cậu ấy đi. Chai rượu này để tôi uống. Diệp Tổng, sảng khoái lắm. Good. Châu thiếu gia, anh xem thành ý như vậy có được chưa? Thành ý đương nhiên là đủ rồi. Nếu Diệp Tổng có thành ý như vậy, những người khác đi đi,
Diệp tổng ở lại với tôi là được rồi, Châu thiếu gia. Ý em là sao? Chính là ý mà cô nghĩ đấy. Miễn là cô phục vụ tôi thoải mái, thì chuyện này tôi có thể không truy cứu nữa. Nếu không, Diệp gia sẽ không được yên ổn đâu. Anh, còn không mau cút đi. Người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám đụng, tên vô dụng này đâu ra vậy? Dám lớn tiếng trước mặt tôi. Người phụ nữ của cậu, cậu xứng sao? Mẫn Nhi là vợ của tôi, cậu nói xem tôi có xứng không? Đưa người của cậu. Cút đi cho tôi. Thằng nhóc, cậu gan lắm, dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt tôi. Cậu nói cô ấy là vợ cậu. Được thôi, vậy thì tôi sẽ ở trước mặt cậu lột hết đồ của cô ấy, cho cậu xem tôi chơi cô ấy. Ngay cả ho một tiếng cũng không dám. Cậu có tin không? Vậy sao? Tên vô dụng này, cậu dám đánh tôi? Còn đứng đó làm gì? Đánh cho tôi. Tôi cảnh cáo cậu, chuyện hôm nay coi như đã xong. Cậu mà gây rối với Diệp tổng nữa, tôi sẽ để cậu không ra khỏi Vân Hải được. Đồ cặn bã. Nếu tôi không khiến Diệp Mẫn Nhi quỳ xuống cầu xin tôi chơi cô ta, không khiến cậu sống không yên thân, thì tôi không phải họ Châu. Biệt thự hoàng gia cao cấp. Em tỉnh rồi sao? Vừa hay, nhân lúc còn nóng, uống canh gừng đi. Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đánh Châu Đức Nhân một trận, rồi đưa em về nhà. Anh, bỏ đi, dù sao tình huống hôm qua cũng không có cách nào khác. Chỉ là Châu gia là nhà quyền quý ở Đế Đô, Diệp gia chúng ta căn bản không thể đụng vào. Alo, bà ơi, rốt cuộc tại sao tụi con lại chọc giận Châu gia ở Đế Đô rồi? Người của Châu gia tuyên bố muốn Diệp gia chúng ta phải trả giá, tụi con mau về, nói rõ cho bà biết ngay. Sao vậy? Quả nhiên Châu gia bắt đầu báo thủ rồi. Đã gọi điện đến chỗ bà em rồi. Ăn một chút đi, anh sẽ đi cùng em. Biệt thự Diệp gia. Tên sao chổi cậu còn mặt mũi quay về? Lúc trước mẹ đã nói gì? Bảo con mau chóng ly hôn với cậu ta đi, còn lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi, lại gây rắc rối nữa. Lần trước đắc tội với Thanh Bang, bây giờ lại đắc tội với Châu gia ở Đế Đô. Châu gia là một trong ngũ đại gia tộc ở Long Quốc. Diệp gia chúng ta ở trước mặt người ta chỉ là một con kiến, chỉ cần người ta nói vài câu cũng có thể dìm sống con rồi. Cậu lại dám đánh cả Châu thiếu gia. Hiện tại Châu thiếu gia vẫn đang nằm trong bệnh viện. Châu thiếu gia nói chuyện này nếu không cho cậu ấy một lời giải thích thỏa đáng thì nhất định sẽ khiến Diệp gia phải trả cái giá đau đớn. Châu Đức Nhân bảo con hầu hạ anh ta. Anh Minh Quân là vì bảo vệ con mới đánh anh ta. Chuyện này anh Minh Quân không hề làm sai. Cậu ta đúng là đã cứu con, nhưng cậu ta cũng đã hại Diệp gia. Hơn nữa, Châu thiếu gia là ai? Là một trong năm thiếu gia nhà quyền quý. Nếu đi theo cậu ấy, đừng nói ở Vân Hải, ngay cả ở Vân Châu cũng không ai dám đụng vào. Còn hơn là ở với tên sao chổi này. Bà ơi, bà đang nói gì vậy? Bà con nói đúng đó. Nếu con đi theo Châu thiếu gia, Diệp gia chúng ta sẽ phất lên nhanh chóng. Còn hơn là đi với kẻ vô dụng này, cậu ta ngoài việc gây rắc rối cho con thì chẳng làm được gì khác. Chuyện này con có thể giải quyết được. Giải quyết? Cậu lấy gì để giải quyết? Trước đây, nếu không phải chiến tướng Thanh Long xuất hiện, thì Diệp gia đã bị cậu hại thảm rồi. Ngoài việc cậu ở đây nói khoác ra, gây rắc rối để Diệp gia chúng tôi giải quyết, thì cậu còn bản lĩnh gì khác chứ? Thế lực của Châu gia còn lớn hơn cả Thanh Bang. Cậu thậm chí còn không xử lý được Thanh Bang, còn vọng tưởng đối phó Châu gia. Được, cậu giải quyết đi. Vậy bây giờ, cậu hãy tới trước mặt của Châu thiếu gia, cầu xin tha thứ đi, xin cho Diệp gia chúng ta một con đường sống. Mẫn Nhi, lần này con nhất định phải nghe lời mẹ, nhanh chóng ly hôn với cậu ta. Sau đó đi tìm Châu thiếu gia. Chỉ cần Châu thiếu gia nguôi giận, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết. Châu Đức Nhân đang để mắt tới Mẫn Nhi. Mẹ để Mẫn Nhi đi như vậy không khác gì rơi vào miệng cọp. Cái gì mà rơi vào miệng cọp? Mẫn Nhi đi cùng Châu thiếu gia, sợ với đi cùng thằng sao chổi như cậu, không phải là tốt hơn nhiều hay sao? Cậu ngoài việc mang tai họa cho con bé, còn mang lại được cái gì không? Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con sẽ không đi phục vụ cho cái tên Châu Đức Nhân đó đâu. Cái con bé này, con muốn trơ mắt ra nhìn Diệp gia diệt vong sao? Có chuyện gì vậy? Cái gì diệt vong? Mẫn Nhi, Diệp gia xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Quang Hùng, sao anh lại đến đây? Tôi đến tham gia đại lễ nhậm chức trấn thủ Vân Châu. Đại lễ nhậm chức trấn thủ Vân Châu sao? Đúng vậy.
chẳng lẽ Diệp gia không nghe nói sao? Người mới nhậm chức trấn thủ Vân Châu chính là Thần Long Quân, Long Soái dưới trướng trấn Bắc Vương, hiện tại được điều nhiệm đến trấn thủ Vân Châu, sau 6 ngày nữa sẽ tổ chức đại lễ nhậm chức ở Vân Hải. Đây chính là thư mời. Diệp gia các người không nhận được sao? Chúng tôi chưa từng nghe qua, cũng không nhận được lá thư mời nào, không phải chứ? Diệp gia mọi người là gia tộc lớn nhất nhì ở Vân Hải, sao lại có thể không nhận được thư mời? Đúng rồi, dì vừa nói Diệp Phong. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thẩm thiếu gia, đừng nhắc nữa, tên rác rưởi này đã chọc giận Châu gia, một trong ngũ đại gia tộc của đế đô. Châu thiếu gia, bây giờ cậu ta muốn đối phó với Diệp gia chúng tôi. Hắn là ai? Tôi là chồng của Diệp Mẫn Nhi. Cái gì? Mẫn Nhi, cậu ta là chồng của cô sao? Cô kết hôn rồi sao? Sao tôi không biết vậy nhỉ? Phải, anh ấy là chồng hợp pháp của tôi. Chuyện này đâu cần thiết phải thông báo với anh. Chồng hợp pháp cái gì chứ? Ba mẹ không công nhận đâu. Hai chúng nó không có quan hệ gì cả. Mẫn Nhi, cô là người đẹp nhất ở Vân Hải này, còn là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị. Ngay cả tôi mà cô cũng từ chối, cô lại cưới một tên rác rưởi như vậy sao? Cô biết tôi hôm nay tới đây là vì cái gì không? Cô xem, chiếc vòng cổ này có tên là trái tim vĩnh cửu, có trị giá 10 triệu. Còn chiếc vòng tay này, cực phẩm được chế tác bằng ngọc phỉ thúy, có giá trị 5 triệu. Nếu như lại tính thêm thiệp mời đại lễ nhậm chức trấn thủ Vân Châu, kho báu vô giá này, cô cảm thấy thành ý của tôi vẫn chưa đủ sao? Thẩm thiếu gia, quả thật là ra tay hào phóng mà. Thiệp mời này thật sự có thể cho chúng tôi được sao? Dì ơi, thư mời này Thẩm gia chúng cháu có 2 cái, nếu như Diệp gia không nhận được, cháu đưa cho Diệp gia 1 cái cũng không sao. Chỉ cần Mẫn Nhi đồng ý ly hôn với cậu ta, sau đó cưới cháu, thì những thứ này đều là của Diệp gia. Ngoài ra, cháu và Châu thiếu gia xem như có chút quen biết, chuyện của Châu thiếu gia và Diệp gia cháu cũng có thể giải quyết. Thẩm thiếu gia và Châu thiếu gia có quen biết nhau sao? Chuyện là Thẩm gia chúng cháu là một trong tam đại gia tộc ở Vân Châu, cũng có một số giao dịch kinh doanh với Châu gia ở đế đô, qua lại vài lần thì cũng xem như quen biết. Miễn là cháu sẵn sàng ra mặt, cháu tin rằng Châu thiếu gia sẽ cho cháu một chút thể diện. Mẫn Nhi, mau chóng đồng ý với Thẩm thiếu gia ly hôn với tên rác rưởi này đi. Mẫn Nhi, cô có biết thư mời này có ý nghĩa là gì không? Chỉ cần tham gia đại lễ nhậm chức trấn thủ Vân Châu thì sẽ có cơ hội gặp mặt trấn thủ đại nhân, có lẽ còn có cơ hội để dựa hơi trấn thủ đại nhân. Việc này đối với Diệp gia mà nói đâu dễ mà có được. Đúng vậy, nếu có thể để lại ấn tượng tốt với trấn thủ đại nhân, việc đó đối với Diệp gia sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn. Trấn thủ đại nhân là Trấn Bắc Vương, phía sau còn là Long Soái của Thần Long Quân. Long Soái bây giờ là người dưới một người trên vạn người, có chỗ dựa là trấn thủ đại nhân, vậy cũng giống với có chỗ dựa là Long Soái. Cơ hội như vậy bao nhiêu người muốn cũng không cầu được. Mẫn Nhi, cô muốn bỏ lỡ cơ hội sao? Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi sẽ không ly hôn với anh ấy đâu. Mẫn Nhi, tên cặn bã này có gì tốt? Tôi đối với cô thật lòng thành ý. Như vậy, chỉ cần cô đồng ý cưới tôi, tất cả của tôi sẽ là của cô. Không phải chỉ là thư mời thôi sao? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu có, tôi cũng có một lá thư mời đây. Hàm lượng vàng trong đây hẳn là lớn hơn của cậu nhiều. Anh Minh Quân, sao anh lại có thư mời vậy? Tên sao chổi như cậu làm sao mà có thư mời được? Sáng nay có người đưa đến biệt thự hoàng gia cao cấp, lúc đó mẹ đang say giấc nên con nhận thư giúp mẹ. Cậu ta không nói thì anh cũng quên mất, hóa ra không phải là gửi cho cậu mà là cho Mẫn Nhi nhà chúng tôi. Xem ra không phải Diệp gia không nhận được. Tôi nói mà, dựa vào địa vị của Diệp gia ở Vân Hải này, làm sao có thể không nhận được thư mời chứ? Có cái thư mời này, chúng ta cũng có thể nhìn thấy Trấn Bắc Vương. Đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời. Theo tôi được biết, thư mời của trấn thủ đại nhân không có hình dáng như vậy. Cậu có chắc đó là thật không? Thẩm thiếu gia, ý cháu là sao? Thư mời có thể là giả sao? Thư mời chỉ có loại màu đỏ như vậy trong tay cháu, căn bản không hề có thư mời màu vàng nào cả. Bị tôi nói trúng rồi phải không? Mọi người xem cho kỹ nội dung trên đây đi. Trên đó viết mời Long Soái đến tham dự. Lẽ nào đang gọi cậu là Long Soái sao? Gan của cậu to lắm đấy. Giả mạo thư mời cũng thôi đi, còn dám tự xưng là Long Soái. Cậu có biết hậu quả của việc này không? Nếu để cho trấn thủ đại nhân biết được, có thể sẽ xử lý cậu ngay tại chỗ. Cái tên sao chổi nhà cậu, sao cậu lại dám giả mạo thư mời? Cậu hại Diệp gia còn chưa đủ sao? Tôi biết rồi, chắc chắn là cậu nhận được tin tức từ chỗ anh Hổ là Trấn Bắc Vương sẽ đến chỗ chúng ta, nên là cậu muốn dựa vào cái lá thư mời này, cậu muốn dùng nó để đối phó với Châu thiếu gia. Đây là những gì cậu nói để cậu giải quyết sao? Cậu đây là đang đẩy Diệp gia vào con đường cùng đấy. Mẫn Nhi, cô có chắc muốn đi cùng với người đàn ông này không? Loại người này không chỉ không có bản lĩnh mà còn liên lụy đến cô. Tôi khuyên cô nên ly hôn cậu ta sớm đi. Mẫn Nhi, lá thư mời này là thật, anh không việc gì phải lừa em.
cậu còn dám nói nó là thật? Nếu không phải Thẩm thiếu gia ở đây kịp vạch trần cậu, cầm cái lá thư mời dạ này, Diệp gia chúng tôi bị cậu hại thảm rồi. Tên kia, tôi khuyên cậu nên tránh xa Mẫn Nhi ra, cậu không xứng với Mẫn Nhi đâu. Làm người phải tự biết mình, đừng có vọng tưởng cóp kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chuyện này có liên quan đến cậu không? Mẫn Nhi, tôi biết cô là người hiểu đạo nghĩa. Không sao hết, tôi có thể đợi. Chuyện giữa Châu thiếu gia và Diệp gia, tôi có thể làm người trung gian. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Châu thiếu gia, cô chờ tin tức của tôi nhé. Thưa chú, thưa gì, cháu xin phép đi trước. Mẫn Nhi, Thẩm thiếu gia tốt biết bao nhiêu, không để ý con đã kết hôn, còn nguyện ý giúp con xử lý ân oán với Châu thiếu gia. Đầu óc của con tại sao lại không hiểu chuyện đến vậy? Tên sao chổi này có gì tốt? Anh Minh Quân, anh đi với em một chút. Thư mời này là từ đâu ra vậy? Thật sự có người đưa tới, anh không nói dối em. Nếu đó là sự thật, vậy tại sao trên đó lại viết Long Soái? Anh Minh Quân, anh rốt cuộc là ai vậy? Anh sẽ thành thật với em. Thực ra, anh đã đi lính 5 năm ở Thần Long Quân. Nói dạo, anh tiếp tục bịa chuyện đi. Anh chỉ mới đi lính 5 năm, sao có thể trở thành Long Soái? Chúng ta đi thăm ông nội đi. Nhà Diệp Thiên Long. Minh Quân, Mẫn Nhi, hai đứa đã quen với nhau chưa? Ông yên tâm, hai tụi cháu vẫn rất tốt. Tốt, tốt lắm. Sức khỏe của ông nội không tốt. Tâm nguyện lớn nhất của ông chính là được nhìn thấy cháu với Mẫn Nhi có con với nhau, cũng như là Triệu gia có cháu vậy. Cháu sẽ cố gắng. Mẫn Nhi, đừng có ngày nào cũng lo làm việc. Có thời gian thì dành cho Minh Quân đi, để sớm hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Ông nội, cháu biết rồi. Ông yên tâm nghỉ ngơi đi. Được nhìn thấy hậu duệ của Triệu gia, ông nội ở nơi chín suối gặp lại anh Thanh Tùng, ông còn có thể ăn nói với ông ấy. Bệnh viện. Châu thiếu gia, anh sao rồi? Thẩm Quang Hùng, sao cậu lại ở đây? Châu thiếu gia, chuyện của tối ngày hôm qua tôi đã biết hết rồi. Không phải anh muốn dạy cho họ một bài học sao? Tôi có thể làm cho Diệp Mẫn Nhi lên giường với anh. Chuyện nhỏ như vậy tôi cũng cần cậu giúp sao? Châu Đức Nhân, tôi ngay cả chuyện này cũng không làm được, người khác biết sẽ cười cho. Thực lực của anh đương nhiên không cần bàn cãi, nhưng mà Châu thiếu gia đừng quên, mấy ngày nữa là đại lễ nhậm chức của Trấn Bắc Vương. Nếu sử dụng thế lực của Châu gia để thăm dò một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Cậu nói cũng có lý. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Tôi sẽ chuẩn bị một bàn tiệc. Khi nào xong, gọi cậu ta đến. Sau đó phòng riêng nhà hàng. Đến rồi sao? Mẫn Nhi, hôm nay tôi đã năn nỉ Châu thiếu gia mãi, mới mời được anh ấy đến đây. Cô phải đón tiếp cho đàng hoàng đó. Châu thiếu gia, dẹp bỏ thù hận vẫn tốt hơn là cứ giữ nó. Anh xem, muốn giải quyết thì cũng được. Thứ nhất, để tôi đánh trả lại. Lần trước cậu ta đánh tôi, lần này không được chống cự. Thứ hai, uống hết toàn bộ rượu ở đây. Chỉ cần cậu ta làm theo, tôi sẽ không đụng đến Diệp gia nữa. Triệu Minh Quân, cậu nghe thấy chưa? Điều kiện của Châu thiếu gia không khó chứ? Nếu cậu thật sự đối tốt với Mẫn Nhi, vậy thì làm theo đi. Châu thiếu gia chắc chắn sẽ tha cho Diệp thị. Cậu nói phải giữ lời đó, lời tôi nói ra tất nhiên là phải giữ. Được, vậy đánh trước hay uống trước đây? Anh Minh Quân, đừng mà, không lẽ em muốn anh gây sự nữa sao? Nếu đây thực sự là cách giải quyết, sao lại không đồng ý chứ? Anh không sao chứ? Vậy là đánh xong rồi hả? Đầu heo hay gì, cứng dữ vậy. Anh không sao chứ? Uống đi. Đầu anh cứng lắm. Không sao. Trong rượu có độc hả? Cái gì? Đúng vậy, toàn bộ rượu ở đây đều có độc. Thật không ngờ cậu uống một hơi lại hết một chai rượu, lợi hại thật. Đánh cậu ta mạnh vào. Cô nghĩ cậu ta còn cứu được sao?
Mẫn Nhi, cô không được đi đâu hết. Thẩm Quang Hùng, anh muốn làm gì? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nhà hàng. Diệp Mẫn Nhi, cho cô thể diện mà không biết giữ. Ông đây đã theo đuổi cô lâu như vậy, cô đều không đồng ý. Vậy mà giờ cô lại đi cưới một tên vô dụng như vậy. Tôi không bằng cậu ta ở điểm nào hả? Nếu như cô đã không thích tôi, vậy tôi đành phải tặng cô cho Châu thiếu gia rồi. Mặc dù anh Minh Quân không có tiền, nhưng anh ấy sẽ luôn bảo vệ tôi, chứ không có ghê tởm như anh. Bảo vệ cô sao? Bây giờ ngay cả mạng của mình cậu ta còn không giữ được. Không nhìn thấy cậu ta bỏ chạy sao? Đồ bị ổi, đồ rẻ tiền, còn dám đánh ông hả? Tôi đã chừa mặt mũi cho cô rồi, Châu thiếu gia. Người phụ nữ này anh cứ từ từ tận hưởng nha. Quang Hùng, cậu đã theo đuổi cô ấy lâu như vậy nhưng chưa từng nếm mùi vị của cô ấy, vậy thì tôi ngại quá. Như này đi, khi nào tôi chơi đã đời rồi, tôi sẽ tặng lại cho cậu. Đến lúc đó cậu muốn chơi thế nào thì tùy ý cậu. Cảm ơn Châu thiếu gia. Vậy tôi sẽ ra ngoài trước đây. Chán sống sao? Cô cứ tự nhiên. Nếu cô không muốn sống nữa, tôi sẽ tiễn ba mẹ cô, còn có ông nội của cô xuống dưới chung với cô luôn, để Diệp gia các cô được đoàn tụ. Nếu anh dám bước qua đây, tôi sẽ lấy mạng anh. Cô muốn lấy mạng tôi sao? Châu Đức Nhân, cậu chán sống rồi. Tôi muốn Diệp gia phải tiêu đời. Để tôi cho cậu tiêu đời trước. Diệp gia nhất định phải tiêu đời. Anh Minh Quân, nếu lấy mạng anh ta thì thật sự sẽ lớn chuyện, anh đừng hạ thủ đấy. Diệp Mẫn Nhi, coi như cô biết điều. Cậu thực sự đã làm tôi tức giận rồi. Tôi sẽ bắt Diệp gia phải quỳ trước mặt tôi. Bây giờ cô có hai lựa chọn, hoặc là lấy mạng Triệu Minh Quân, hoặc là Diệp gia bị tiêu diệt. Châu Đức Nhân, tôi chỉ không muốn làm lớn mọi chuyện. Nếu anh cứ tiếp tục hăm dọa người khác như vậy, cho dù nhà họ Diệp có nguy cơ bị diệt môn, tôi cũng sẽ kéo anh theo. Cậu nhớ kỹ cho tôi, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Cậu còn dám có ý đồ với vợ tôi một lần nữa, tôi đảm bảo thứ mà Châu gia các cậu nhìn thấy được chính là xác của cậu đấy. Anh Minh Quân, chúng ta đi thôi. Alo, anh Chí, tôi bị người khác bắt nạt, phiền anh đến Vân Hải một chuyến. Tôi muốn cậu ta phải trả giá. Biệt thự hoàng gia cao cấp, Mẫn Nhi, không cần nghĩ gì cả, tắm rửa sạch sẽ ngủ thật ngon, phần còn lại cứ để anh giải quyết. Mặc dù nói chuyện này là lỗi của Thẩm Quang Hùng và Châu Đức Nhân, nhưng mà nếu bọn họ muốn đối phó với Diệp gia căn bản là không ngăn được. Bây giờ làm sao em có thể ngủ ngon được, không phải còn có anh sao? Bọn họ muốn đối phó với Diệp gia phải bước qua xác anh trước. Em biết anh có thể đánh họ, nhưng không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách đánh nhau. Em không muốn nói với anh nữa, nói hoài anh cũng không hiểu. Alo, Trương Tổng. Cái gì? Anh muốn hủy hợp tác sao? Lần hợp tác trước của chúng ta không phải vẫn luôn? Alo, Trương Tổng. Alo, Từ Tổng. Tại sao anh muốn hủy hợp tác vậy? Được, tôi hiểu rồi. Đây là sao thế? Châu gia và Thẩm gia bắt đầu trả thù rồi. Những người trước đây đồng ý hợp tác với chúng ta, bây giờ đều lần lượt hủy hợp tác rồi. Họ hủy hợp tác, đó là tổn thất của họ. Họ nhất định sẽ hối hận. Họ có hối hận hay không, em không biết. Nhưng các dự án hiện tại của Diệp gia bắt buộc phải ngừng lại cả rồi. Đối với Diệp gia chúng ta mà nói, là một đả kích cực mạnh.
Anh bảo em nên nói với ông nội thế nào đây? Tôi vừa nhận được tin. Các nhà hợp tác của chúng ta toàn bộ đều đã hủy hợp tác rồi. Chuyện này là thế nào? Thẩm thiếu gia không phải hẹn Châu thiếu gia ra để mấy đứa đi xin lỗi sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Có phải cậu lại gây rối gì rồi không? Đúng là cậu định để Diệp gia tan nhà nát cửa mà. Cậu còn chưa hài lòng sao? Chuyện này không thể trách anh Minh Quân. Thẩm Quang Hùng đã hạ độc anh Minh Quân, còn bảo Châu Đức Nhân làm nhục con. Nếu không phải nhờ anh Minh Quân, con không biết bây giờ con có thể quay về đây được không đấy. Thẩm Quang Hùng hạ độc, sao cậu ta còn sống chứ? Mẫn Nhi, nếu như con ở cùng với Châu thiếu gia, vậy thì cái gì cũng đều có rồi. Nhà chúng ta cũng có thể lên một tầm cao mới rồi. Có gì không tốt chứ? Nếu con chủ động một chút, hắn cũng sẽ không dùng vũ lực với con đâu. Bà có biết nói tiếng người không đấy? Bà có phải là mẹ của Mẫn Nhi không? Cẩn thận tôi xử lý luôn cả bà đấy. Cậu dám sao? Tôi thấy cậu làm phản rồi. Cậu đừng tưởng nhận được sự ủng hộ của lão gia là muốn gì cũng được. Nếu tôi nói với lão gia, cậu xem chút nữa khiến Diệp gia diệt tộc, ông ấy chắc chắn sẽ tức điên đấy. Triệu Minh Quân, nếu cậu là đàn ông thì bây giờ hãy đi dập đầu tạ lỗi đi. Đừng liên lụy đến Diệp gia chúng tôi nữa. Một Thẩm gia thôi, chúng tôi còn không chống nổi. Lại còn có thêm một Châu gia nữa. Chỉ có cậu biến đi, chuyện này mới có thể coi như là kết thúc. Tôi đi dập đầu tạ lỗi. Họ có chấp nhận không? Người nên dập đầu tạ lỗi là Châu Đức Nhân và Thẩm Quang Hùng kia. Cậu tính làm gì? Dựa vào đâu mà bảo Châu thiếu gia và Thẩm thiếu gia dập đầu tạ lỗi? Chuyện đến ngày hôm nay, cho dù cậu là thiếu gia của Triệu gia, cậu cũng không được đắc tội với Châu gia. Dựa vào việc họ ra tay với Mẫn Nhi, dựa vào việc họ hạ độc tôi, họ không được sống. Đại nhân, vừa nhận được tin Châu Đức Nhân của Châu gia và Thẩm Quang Hùng của Thẩm gia vậy mà lại dám đầu độc Long Soái, hơn nữa còn dùng vũ lực với phu nhân của Long Soái. May là Long Soái nội công thâm hậu, đẩy hết độc ra ngoài. Điều này khiến cho kế hoạch của họ thất bại. Dám hạ độc Long Soái, Châu gia còn có Thẩm gia, đây là muốn bị diệt tộc sao? Châu Đức Nhân và Thẩm Quang Hùng sau khi bị Long Soái đánh một trận, bây giờ đang tiến hành trả thù Diệp gia. Đối tác và doanh nghiệp của Diệp gia đều đã hủy hợp đồng rồi. Hơn nữa, Châu Cửu Linh của Châu gia đang trên đường đến Vân Hải. Đừng nói chỉ là một Châu Đức Chí nhỏ nhoi, cho dù là lão gia của Châu gia đến đây, cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của Long Soái. Truyền mệnh lệnh của tôi nói với Châu gia và Thẩm gia, trong thời gian Trấn Bắc Vương nhận chức, kẻ nào dám gây sự, tiễn hết cho tôi. Ngoài ra, nói với những người đã hủy hợp tác với Diệp gia, tiếp tục thực hiện hợp tác. Nếu không, thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Rõ. Biệt thự hoàng gia cao cấp, có xuống địa ngục cũng không ăn năn. Không xong rồi, thật sự tiêu rồi. Thanh Long đại nhân, không phải vẫn đang ở Vân Hải sao? Chúng ta đi tìm Thanh Long đại nhân. Thanh Long đại nhân nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, Thanh Long đại nhân nhất định sẽ giúp chúng ta. Mẫn Nhi, nếu con không bằng lòng ở cùng Châu Đức Nhân, vậy con đi cầu xin Thanh Long đại nhân đi. Cái này cũng được mà. Thanh Long đại nhân là chiến tướng của Thần Long Quân, chiến công rực rỡ, làm người chính trực, là một anh hùng lớn. Người như vậy ai mà không thích chứ. Cho dù Mẫn Nhi đồng ý, bà hỏi Thanh Long xem cậu ấy có dám không. Cậu câm miệng cho tôi. Trên thế giới này chỉ có cậu là lợi hại nhất hả? Ngay cả Thanh Long đại nhân cậu cũng không để vào mắt. Cậu là đồ vô ơn. Trước đây nếu không phải Thanh Long đại nhân xuất hiện giúp đỡ, cậu đã bị Thanh Bang tiễn từ lâu rồi. Alo, Mẫn Nhi, cô và Thanh Long đại nhân có quan hệ thế nào vậy? Sao cô không nói sớm? Trước đây là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô. Mẫn Nhi, cô là người rộng lượng, ở trước mặt Thanh Long đại nhân nói lời tốt giúp tôi nhé. Tôi sẽ lập tức đến trước mặt cô tạ lỗi. Có phải là Thẩm gia đưa ra yêu cầu quá đáng không? Mẫn Nhi, bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta giữ được Diệp gia, còn nhất định phải đồng ý hết. Phải đấy, Mẫn Nhi. Miễn là có cơ hội xoay chuyển, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ được. Nhất định phải nắm bắt. Thẩm Quang Hùng nói muốn trực tiếp đến xin lỗi chúng ta. Cái gì? Thẩm Quang Hùng muốn xin lỗi chúng ta? Con không nghe nhầm chứ? Con nghe rõ lắm. Hắn nói con quen biết Thanh Long đại nhân. Chẳng lẽ là Thanh Long đại nhân đang giúp con? Tôi nhớ ra rồi. Nhất định là lần trước
sau khi Thanh Long đại nhân gặp qua con, đã thích con, cho nên chủ động giúp con đấy. Mẫn Nhi, đây là một cơ hội lớn, con nhất định không thể bỏ lỡ. Diệp Tổng, trước đây là chúng tôi không đúng, cầu xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi sẵn sàng bồi thường cho cô tiền vi phạm hợp đồng. Chúng tôi dập đầu tạ lỗi với cô. Diệp Tổng, chỉ xin cô tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi biết cô và Thanh Long đại nhân có mối quan hệ như vậy, đánh gãy chân chúng tôi cũng không dám hủy hợp đồng đâu. Đúng vậy, Diệp Tổng, xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Thanh Long đại nhân nói rồi, nếu cô không tha thứ cho chúng tôi, sẽ cho hai chúng tôi biến mất khỏi Vân Hải này. Hai cậu đứng lên đi. Nếu như hai người đã đồng ý tiếp tục hợp tác như cũ, vậy thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Cảm ơn Diệp Tổng. Diệp Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không dám có lần sau đâu. Số tiền hủy hợp đồng đó, chúng tôi nhất định sẽ chuyển vào tài khoản của tập đoàn Diệp Thị. Vậy xin phép Diệp Tổng, chúng tôi đi. Mẫn Nhi, con có thấy chưa? Đây là thủ đoạn của chiến tướng Thanh Long đấy. Chỉ cần một câu thôi, đã có thể làm lung lay sinh tử của một gia tộc, còn có thể khiến người ta quỳ gối cầu xin nữa đấy. Biết bao nhiêu cơ hội bày ra trước mắt, con còn do dự gì nữa? Tối hôm nay, đi cảm ơn chiến tướng Thanh Long ngay đi. Nếu như xảy ra thêm gì đó nữa thì càng tốt. Mẹ nói cái gì vậy? Đúng là con rất biết ơn Thanh Long đại nhân, nhưng con không đồng ý đi dụ dỗ Thanh Long đại nhân đâu. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi ơi, tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi cô. Đây là chút lòng thành của tôi. Tên Mẫn Nhi là để anh gọi sao? Anh không xứng gọi là Diệp Tổng. Với lại, tôi không muốn thấy cái mặt anh. Anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Diệp Tổng, lúc trước là do tôi sai, nhưng mà đều là do Châu thiếu gia bảo tôi làm như vậy. Tôi cũng là bị ép thôi. Mong cô nói giúp tôi vài lời trước mặt Thanh Long đại nhân đi. Vậy tôi không làm phiền cô nữa, tôi xin phép đi trước. Cầm lấy đồ của cậu, cút đi. Ba, mẹ, con muốn được nghỉ ngơi. Hai người về trước đi. Đi thôi. Bệnh viện. Cái gì? Chiến tướng Thanh Long lại đi nói đỡ cho Diệp gia. Lẽ nào tôi ăn đánh là vô ích sao? Chiến tướng Thanh Long này dù gì cũng là một trong tứ đại chiến tướng bên cạnh Long Soái, lời nói cũng có trọng lượng lắm. Hơn nữa, lễ nhậm chức của Trần Bắc Vương sắp đến rồi. Chiến tướng Thanh Long phụ trách an ninh của Vân Hải, bây giờ chúng ta làm trái lời người này không tốt cho Châu gia. Mà Diệp gia nhỏ bé kia, muốn diệt bọn họ còn rất nhiều cách khác. Được thôi, nếu chưa thể động đến Diệp gia được, vậy thì bắt đầu với Triệu Minh Quân đi. Anh Chí, phiền anh đi một chuyến, đưa Triệu Minh Quân đến đây gặp tôi. Tôi sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại. Thiếu gia yên tâm, hắn sẽ quỳ trước mặt cậu, lại lục van xin như một con chó. Diệp Mẫn Nhi, cô đợi đấy cho tôi, đợi trận sóng gió này qua đi, xem tôi xử cô như thế nào. Biệt thự hoàng gia cao cấp. Minh Quân, tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông ngoại con, chúng ta phải đến dự đấy. Mẹ, bọn họ đối xử với mẹ con mình như thế, chúng ta vẫn phải đi sao? Nói thế nào đi nữa, ông ấy cũng là ông ngoại con. Không cần biết ông ấy có chấp nhận mẹ hay không, mẹ vẫn phải đến dự. Con hiểu rồi. Làm anh giật cả mình. Anh ra ngoài một lát. Anh đi đâu đấy? Ông ngoại anh tổ chức tiệc mừng thọ 70 tuổi. Mẹ anh bảo anh đi với bà. Cả nhà bên ngoại anh vẫn luôn xem thường mẹ con anh, cho nên anh tính là sẽ mua một phần quà mừng thọ. Nếu như vậy, mẹ anh sẽ không bị xem thường nữa. Khi nào anh đi, em sẽ để chống lực đi với anh. Thật sao? Nhìn em giống như đang đùa lắm sao? Bây giờ em là vợ anh, đi đâu cũng phải có đôi có cặp chứ. Bây giờ cũng đến lúc cho mẹ anh biết chuyện chúng ta kết hôn rồi. Nếu mẹ anh mà biết có một cô con dâu xinh đẹp như vậy, chắc là vui lắm. Với lại, quà mừng thọ cũng giá trị hơn gấp bội. Em không có thời gian đi mua quà cùng anh rồi. Anh cầm cái thẻ này dùng đi, xem như là chút lòng thành của em. Anh nhớ này, không cần tốt nhất, nhưng phải đắt nhất. Em không muốn mất mặt đâu. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cậu chính là Triệu Minh Quân hả? Đúng vậy. Cậu là ai? Tôi là người của Châu gia, Châu Đức Chí. Là cậu đánh thiếu gia nhà tôi đúng không? Bây giờ tôi bắt cậu đến trước mặt cậu ấy, dập đầu xin lỗi.
xông lên. Về nói với Châu Đức Nhân, đây là lần cuối tôi cảnh cáo, nếu cậu ta còn không biết điểm dừng, thì tôi không ngại khiến Châu gia biến mất khỏi Đế Đô đâu. Có chút bản lĩnh đã dám buông lời ngông cuồng như thế, chỉ dựa vào cậu. Chỉ dựa vào cậu thôi. Cậu đợi đã, để tôi nói xong đã. Nói đi, chỉ dựa vào cậu cũng đòi diệt tộc Châu gia chúng tôi. Cậu không biết Châu gia chúng tôi lợi hại cỡ nào sao? Bây giờ để tôi nói cho cậu biết. Nói xong chưa? Xong rồi. Nhớ chuyển nguyên văn từng chữ của tôi cho Châu Đức Nhân. Trang sức ở chỗ chúng tôi đều được thiết kế bởi những nhà thiết kế lừng danh. Nếu mà mua không nổi thì đừng xem nữa. Ra khỏi cửa, nhìn bên trái có một cửa hàng, hàng giả tầm 10 tệ trong đó, chất thành đống. Sao cô biết tôi không mua nổi? Tôi xem thêm vài mẫu thì đã sao? Xem thêm vài mẫu cũng chỉ để xem cái nào rẻ nhất thôi. Không mua nổi, xem nữa cũng không có ích gì. Chỗ này không bán thiếu cho anh được đâu. Tôi lấy cái này, chiếc này. Chiếc này 800 ngàn tệ, anh mua nổi không? Cô có thái độ gì vậy hả? Tôi mua nổi hay không, cô quyết định được chắc. Tiền thì không có một xu. Miệng lại nói hay nhỉ? Anh đến đây đùa thế này vui không? Nếu mua không nổi, lãng phí thời gian của tôi báo bảo vệ đuổi anh ra đấy. Hồ Tổng đến rồi. Anh xem muốn mua gì, cứ xem thoải mái. Em yêu, em thích gì, cứ chọn thoải mái. Chị đây đúng là khí chất ngút trời. Tôi thấy sợi dây chuyền này rất phù hợp với khí chất của chị. Sợi dây này tôi xem trước mà. Sao cô lại đưa nó cho anh ta? Vì Hồ Tổng đây là khách VIP của cửa tiệm này. Mỗi lần đến đều tiêu ít nhất 500 ngàn tệ. Loại nghèo khổ như anh sao được sao? Hồ Dương hả? Dạo này rảnh rang nhỉ? Lại đổi vợ rồi hả? Đồ nhà nghèo như anh cũng dám gọi tên họ của Hồ Tổng. Anh có biết anh ấy là ai không? Là tổng giám đốc của tập đoàn Hổ Môn đấy. Cô câm mồm ngay cho tôi. Hồ Tổng, sao anh lại đánh tôi? Cô có biết anh ấy là ai không? Anh ta chỉ là một tên nghèo nàn thôi mà. Anh ấy là chồng của Diệp Mẫn Nhi, chủ tịch tập đoàn Diệp Thị. Là anh em thân thiết của anh Hổ đấy. Đến anh Hổ cũng phải để anh ấy vài phần. Anh ấy mà nghèo thì cô là cái thá gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi anh ấy. Xin lỗi anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi. Không sao, không cần, đứng thẳng lên đi. Triệu Tổng, cô ta là kẻ ngu ngốc, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin anh bớt giận. Sợi dây chuyền này nếu như anh thích, tôi sẽ thanh toán. Chuyện lần trước là tôi không đúng, mong anh rộng lòng tha thứ. Kể từ lần trước, thái độ của anh Hổ đối với tôi cứ không được vui. Mong anh nói giúp tôi vài lời dễ nghe trước mặt anh Hổ. Tôi đây cảm kích khôn nguôi. Mặt Phật Ngọc này bao nhiêu? Cái này 1.800.000. Còn đứng ngây ra đó, mau gói lại cho Triệu Tổng để tôi thanh toán. Mẹ tôi vẫn đang thiếu một chiếc vòng cổ đàng hoàng. Có cái nào phù hợp không? Sợi này là phù hợp nhất thưa anh. Em gái tôi cũng đang cần một chiếc vòng tay. Có chiếc vòng nào phù hợp với thiếu nữ tầm 20 tuổi không? Đây thưa anh. Có mắt nhìn đấy. Vậy thì gói lại hết đi. Hồ Tổng, vậy làm phiền anh rồi. Yên tâm, nếu gặp anh Hổ, tôi sẽ nói tốt cho anh. Cảm ơn Triệu Tổng. Mẹ, đây là vòng cổ mua cho mẹ. Em gái, đây là vòng tay anh mua cho em. Chúng ta đi dự tiệc cũng không thể quá tầm thường được. Nếu không thì lại để họ sỉ nhục. Những thứ này đều không rẻ phải không? Anh ơi, chiếc vòng tay này rất đẹp. Trước đây em có thấy qua, hình như có giá 300 ngàn. Cái này là thật hay là giả? Giả có thể mang ra ngoài sao? Nói ra thì xấu hổ lắm. Minh Quân, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Con không làm gì phạm pháp đấy chứ? Mẹ yên tâm đi. Trước đây con đã giúp đỡ người khác một việc lớn. Đây là món quà anh ấy tặng con chỉ có thể nhận. Với cả, đây là quà mừng thọ của ông ngoại. Con xem lần này ông ngoại và chú còn có thể nói gì nữa. Cái này bao nhiêu tiền?
dù sao cũng không rẻ. Đúng rồi mẹ, lát nữa còn có một bất ngờ cho mẹ. Bất ngờ sao? Bất ngờ gì? Già Hân, cứu anh. Bọn họ muốn lấy mạng anh. Ai đây? Hoàng Gia Bình. Anh lại đi đánh bài sao? Tôi đã không liên quan gì đến anh từ lâu rồi. Anh đi ra ngoài cho tôi. Già Hân, em nhất định phải giúp anh. Em hãy nể tình cảm bao năm qua của chúng ta. Anh xin em đấy. Hoàng Gia Bình, đây chính là cô bạn gái mà cậu nói sao? Trông cũng được đấy. Nhưng mà cậu nói, hai người đã ở bên nhau một năm, cậu chưa đụng vào cô ấy. Cô ấy vẫn còn trong trắng. Là thật sao? Anh Phi Long, là thật đó. Cô ấy rất bảo thủ. Thời gian ở cạnh tôi, cùng lắm cũng chỉ hôn tôi thôi. Cô ấy chắc chắn còn trong trắng. Anh Phi Long, hay là anh đem cô ấy đi. Hai chúng ta coi như xong, được không? Hoàng Gia Bình, tên vô liêm sỉ, anh còn muốn đem tôi ra thế chấp. Tôi đã tiêu bao nhiêu tiền vào cô rồi hả? Cuối cùng thì cô chỉ cho tôi nắm tay, ngay cả hôn một cái cũng do dự không quyết. Bây giờ tôi lấy cô ra để trả nợ là điều hiển nhiên. Anh thật vô liêm sỉ. Tôi mà sớm biết anh là người như vậy, lẽ ra ban đầu tôi không nên hẹn hò với anh. Tôi mới là người mù đây. Ở bên cạnh cô lãng phí bao nhiêu là thời gian, tới cuối cùng tôi chẳng có gì. Nếu như tôi đã không nhận lại được gì, vậy thì tôi sẽ để người khác chơi cô. Cái tát này tát thay cho em tôi. Cái tát này là thay cho mẹ tôi. Cái tát này là do tôi đánh. Con bé lớn đến trường này, đến tôi còn không dám to tiếng với em ấy, mà cậu dám ăn hiếp em ấy sao? Ai cho cậu cái gan đó? Bây giờ lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi em gái tôi. Nếu không, tôi sẽ đập gãy chân cậu. Cậu đừng làm loạn đó. Nếu không, tôi sẽ báo công an. Không tin cậu thử đi. Oan có đầu, nợ có chủ. Tên này nợ cậu tiền, cậu đi mà đòi cậu ta. Nếu dám có ý định với em gái tôi, hôm nay đừng ai mong có thể ra khỏi đây. Thằng nhóc, dám ra lệnh với tôi. Thằng này đã nói là lấy em gái cậu ra thế chấp. Hôm nay tôi không quan tâm đến ai cả. Em gái cậu tôi chắc chắn sẽ dẫn đi. Mấy người các người dẫn đi. Tôi xem ai dám đánh cho tôi. Cậu ta dám ngăn cản thì đánh gãy chân cậu ta. Thằng nhóc, cậu biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là người của tập đoàn Hổ Môn. Đắc tội với tập đoàn Hổ Môn, cậu không còn sống được bao lâu đâu. Tập đoàn Hổ Môn, sợ rồi sao? Nếu sợ rồi thì quỳ xuống cho tôi, sau đó đích thân giao em gái cậu ra cho tôi đây. Nếu không, một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến các người biến mất. Mạnh miệng thật đấy. Anh Hổ có biết không? Diệp Tổng, sao cô lại ở đây? Cút đi hết cho tôi. Diệp Tổng, người khác sợ cô, chúng tôi thì không sợ. Hơn nữa, hôm nay chúng tôi đến đòi nợ một cách hợp lý. Nếu không lấy được tiền, cô bảo chúng tôi quay về biết ăn nói thế nào đây? Ai nợ tiền các người thì các người đi tìm người đó. Ở đây âm ý, gây rối thì các người sẽ phải hối hận. Diệp Tổng, lời nói của cô không đe dọa được tôi đâu. Tập đoàn Hổ Môn chúng tôi không hề sợ Diệp thị các người. Diệp Tổng, hôm nay cô vẫn nên đừng can thiệp vào chuyện này. Nếu anh Hổ tức giận thì Diệp Tổng, cô không thể nào gánh nổi hậu quả đâu. Anh Hổ, có người tên anh Phi Long đang gây rối ở nhà tôi. Anh nói tôi phải làm sao đây? Cái thằng này, tôi sẽ tới ngay. Thằng nhóc cậu là cái thá gì chứ? Giả vờ giả vịt gọi điện cho anh Hổ. Tôi thấy cậu chán sống quá rồi đó. Tôi thấy cậu mới là chán sống đó. Alo, anh Hổ, cậu đứng yên ở đó đừng đi đâu hết. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Anh Hổ sắp đến rồi. Thằng nhóc cậu, toang chắc rồi. Đừng vui mừng sớm, lát nữa cậu sẽ không cười nổi đâu. Diệp Tổng, thằng nhóc này liên quan gì đến cô vậy? Cô lại bảo vệ cậu ta như thế, có liên quan gì đến cậu không? Cậu vẫn là nên nghĩ xem, lát nữa anh Hổ đến, cậu muốn chọn cách đi như thế nào? Diệp Tổng, cô tưởng tôi là người dễ bị dọa sao? Anh Hổ, không nỡ để tôi đi đời đâu. Cô đấy, thật biết nói đùa. Diệp Tổng không hề đùa đâu. Cậu tự chọn một cách đi đời đi. Anh Hổ, cái thằng nhóc này không hề xem anh ra gì, thật sự là không biết sợ là gì. Cậu mới là không biết sợ. Cậu biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy là anh em của tôi. Cậu dám gây chuyện ở nhà anh em tôi. Thằng nhóc cậu chán sống rồi sao? Anh Hổ ơi, em không biết là anh em của anh. Anh Hổ, tha cho em đi anh Hổ. Cậu nên dập đầu với người anh em của tôi, nếu họ không tha thứ cho cậu. Hôm nay cậu tiếp tục dập đầu cho tôi. Đại ca ơi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi đại ca. Giờ mới biết sợ sao? Cút.
cút đi. Tự làm hủy một cánh tay của mình, nếu để tôi làm thì tôi sẽ chôn sống cậu đấy. Cút. Phim được dịch dạ. Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Còn ở đây làm gì? Cút đi. Chú em Triệu, thật xin lỗi. Lại gây rắc rối cho mọi người rồi. Hôm nay nhà mọi người có tiệc tụ họp, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Diệp Tổng, xin phép. Hôm nay tôi đập gãy một chân của cậu, để cậu ghi nhớ mãi. Còn dám đụng vào em gái tôi, thì cái chân còn lại của cậu cũng sẽ phế luôn. Anh ơi, xin lỗi. Em không biết Hoàng Gia Bình lại là một tên tồi tệ như vậy. Còn bé ngốc, xin lỗi cái gì chứ? Em không sao là được. Minh Quân, anh hổ đó lại là nhân vật lớn nào vậy? Con còn giấu mẹ bao nhiêu chuyện vậy? Mẹ, còn một chuyện nữa, một bất ngờ cho mẹ. Con và Mẫn Nhi đã đăng ký kết hôn, sau này cô ấy sẽ là con dâu của mẹ. Anh ơi, là thật sao? Em không tin. Thì hỏi chị dâu của em đi. Diệp Tổng, chị thật sự là chị dâu của em sao? Chị và anh Minh Quân đúng là đã đăng ký kết hôn. Trước đây là vì thời gian chưa đủ chín muồi, cho nên không nói cho mọi người biết. Đúng là tốt quá đi. Minh Quân có thể lấy được con, đúng là phúc phần tu được từ kiếp trước. Mẹ, Mẫn Nhi cũng sẽ cùng chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của ông ngoại. Cô ấy đã cố tình dành ra thời gian để giữ thể diện cho mẹ đó. Được, được thôi. Mẫn Nhi, đây là chiếc vòng cổ anh chuẩn bị cho em. Chẳng lẽ anh lấy thẻ em đưa anh để trả đó chứ? Như vậy thì chẳng có chút thành ý nào. Thẻ của em anh không có đụng tới. Là tên Hồ Dương, tên ngu ngốc đó đã trả tiền. Anh coi như là mượn hoa kính Phật thôi. Thích không? Cũng được đấy. Đi thôi, chúng ta đi dự tiệc sinh nhật. Khách sạn. Ba, tụi con đến mừng thọ ba đây. Chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ai gọi tụi con đến đây? Ba không cần lời chúc phúc của con. Ba, là con gọi bọn họ tới. Mừng thọ 70 tuổi của ba, họ không đến thì không ổn. Nhưng mà, mọi người đến muộn rồi, nên cứ đứng đó đi. Mẹ tôi có lòng đến đây mừng thọ, ông lại để chúng tôi đứng sao? Cậu hét lớn để làm gì vậy? Mẹ cậu đã dạy cậu nói chuyện với người lớn như vậy hả? Đúng là thứ vô học. Cậu nhìn anh họ cậu xem. Nhìn anh họ mà học hỏi đi kia. Anh họ của cậu đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, bây giờ đang làm ở một công ty thuộc tập đoàn Diệp Thị, với vị trí giám đốc kinh doanh. Không giống như ai kia, còn chưa tốt nghiệp phổ thông, đã đi lính rồi, bây giờ vẫn chưa làm được gì. Một đứa vô dụng. Ba, sao ba lại lấy một tên vô dụng ra để so sánh với con chứ? Là rác thì nên đi so sánh với rác. Cậu ta bây giờ ngay cả một ngón tay của con cũng không bằng. Nói đúng ra, cậu ta chỉ là rác rưởi, con mới là niềm tự hào của Liễu gia chúng ta. Sao có thể so sánh được? Ba, đây là quà sinh nhật con tặng ba, một miếng ngọc Phật. Mong ba nhận cho. Ngọc Phật sao? Ba, ba nghĩ ngọc Phật này là hàng thật sao? Chỉ dựa vào điều kiện hiện tại của nhà bọn họ, ngọc Phật này sẽ không vượt quá 100 tệ đâu. Nếu như con đem một miếng ngọc Phật giả đến mừng thọ ba, cũng chính là cố ý chọc tức ba đó. Ông ngoại, ngọc Phật này chính là hàng thật, trị giá 1.8 triệu. 1.8 triệu sao? Nói vậy mà nghe được. Cái thứ này tôi thấy chỉ có 180 tệ thôi. Miếng ngọc Phật này từ khi nào lại rẻ như giá bắp cải vậy? Sao con lại không biết chứ? Đem một miếng ngọc Phật giả đến tặng mừng thọ, các người không biết xấu hổ thì tôi cũng xấu hổ dùng đấy. Mau cầm nó đem vứt đi. Anh sao lại nhìn ra nó là đồ giả vậy? Đừng nói là 1.8 triệu, cho dù là 18 ngàn, nhà các cậu cũng phải nhịn ăn tiết kiệm trong mấy tháng đó. Nhà các cậu như thế nào tôi còn không biết sao? Lại còn ra vẻ trước mặt chúng tôi làm gì? Tiểu Minh, miếng ngọc Phật này thật sự có giá 1.8 triệu. Cháu có thể xem thử, không phải là giả đâu. Đây là ngọc Phật trị giá 1.8 triệu đó. Do cô cầm không chắc mà, sao lại trách cháu được chứ? Hơn nữa, chỉ là đồ giả, bị hư thì cũng có sao đâu. Miếng ngọc Phật này là hàng thật, bây giờ anh làm vỡ rồi phải bồi thường đi. Đó, nhìn thấy chưa? Lại bắt đầu nói xạo rồi. Ba, ba xem đi. Đây mà gọi là đến mừng thọ ba sao? Đây hoàn toàn là đến để chọc giận ba đó. Lại đem một miếng ngọc Phật giả đến, rồi nói là 1.8 triệu, còn bắt chúng ta bồi thường. Ba nói xem đây có phải lừa gạt không? Lẽ nào lại như vậy? Đây là cách mà con đến để mừng thọ cho ba sao? Mau cút ra khỏi đây hết cho tôi. Ông nghĩ tụi tôi muốn đến lắm sao? Mẹ tôi nể tình mới đến mừng thọ ông. Mấy người lại làm vậy với tôi. Được, chúng tôi sẽ đi. Miếng Phật ngọc này anh phải bồi thường lại cho tôi. Mấy người còn dám tống tiền hả? Có tin tôi báo công an bắt mấy người lại không? Nhốt mấy người một khoảng thời gian,
Vậy mở to mắt anh ra xem, miếng ngọc vật này có phải hàng thật không? Không thể nào đâu. Mấy người mà có thể mua được miếng ngọc vật giá 1 triệu 8 sao? Mấy người thật sự diễn kịch, hay thật đó. Chỉ cần nhìn vào giấy chứng nhận giả, biên lai giả này, chỉ cần hai cái này thôi, đủ để tống mấy người vào tù rồi. Tiểu Minh, khách giáo làm gì với loại người như này? Con cứ gọi báo công an, bắt bọn họ lại đi. Dám lừa bọn tôi, bộ nghĩ chúng tôi chưa từng trải hay gì? Đâu có dễ dụ vậy. Anh là giám đốc kinh doanh của công ty chi nhánh nào thuộc tập đoàn Diệp Thị vậy? Là công ty Sâm Nhiên. Sao vậy? Sợ hả? Sợ rồi thì mau chóng quỳ xuống cầu xin ông nội tha thứ đi. Ông nội có thể sẽ không báo công an nữa, còn không thì đợi được tống vô tù đi. Tôi cho anh một cơ hội, hoặc là bồi thường 1 triệu 8, hoặc là anh bị thôi việc. Tôi cho anh đúng 10 giây để suy nghĩ đó. Cô là ai mà có thể cho tôi thôi việc chứ? Còn 5 giây. Tiểu Minh, con thật sự nghĩ bọn họ có thể làm gì con sao? Cứ báo công an đi, đưa bọn họ ra khỏi đây, đừng phá hỏng ngày vui của ông nội. Tôi lười nói chuyện với mấy người quá. Ngay bây giờ đuổi việc Liễu Minh, giám đốc kinh doanh của công ty các người cho tôi. Cô vừa gọi điện cho ai vậy? Gọi cho cấp trên của anh. Cô diễn cũng sâu thật, còn gọi điện cho cấp trên của tôi nữa. Người có thể ra lệnh cho chủ tịch của chúng tôi chỉ có Diệp Tổng thôi. Chẳng lẽ cô chính là Diệp Tổng sao? Anh đoán đúng rồi đó, Triệu Minh Quân, người phụ nữ anh tìm. Đầu óc có bị gì không vậy? Cô ta mà là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, nghe cũng được cười quá đi mất. Tôi thấy đầu óc anh mới bị gì đó. Còn tôi thấy mấy người nghèo nên điên rồi. Đem một miếng ngọc vật giả đến mừng thọ thì thôi đi, bây giờ còn giả làm chủ tịch tập đoàn Diệp Thị. Tôi nghĩ mấy người thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là các người đó. Xin chào chủ tịch, cậu bị đuổi việc rồi. Ngày mai không cần đi làm nữa. Alo, chủ tịch. Bây giờ tin rồi chứ? Diệp Tổng, tôi quỳ xuống xin cô đó. Tôi xin lỗi Diệp Tổng, tôi có mắt như mù mà. Cô đừng đuổi việc tôi Diệp Tổng. Tôi vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo hồi nãy của anh hơn. Tôi xin cô đó, tôi quỳ xuống xin cô, tôi quỳ lại cô. Tiểu Minh, chuyện này là sao? Cô ta thật sự là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị sao? Không thể nào đâu. Chủ tịch tập đoàn Diệp Thị sao lại có thể đi thích tên vô dụng Triệu Minh Quân này chứ? Thôi bà im đi. Minh Quân, cô ơi, hãy nể mặt chúng ta, đều là người một nhà. Cô xin tha thứ giúp cháu, có được không? Bây giờ anh mới biết sai, lúc trước đừng làm vậy. Thôi được rồi, mau đứng dậy đi. Minh Quân, không ngờ bây giờ cháu lại giỏi giang như vậy. Đi qua đây, ngồi kế ông ngoại. Không cần đâu, nhà chúng tôi không có may mắn này. Vừa nãy là hiểu lầm thôi, đùa với cháu một chút. Đứa cháu này còn tưởng thật hả? Chỉ là đùa thôi. Ông ngoại, đùa không vui chút nào đâu. Này, hôm nay hoặc là đền tiền, hoặc là mất việc, anh tự chọn đi. Mẹ ơi, chúng ta đi. Thục Hiền này, lẽ nào con để ba con phải quỳ xuống cầu xin con sao? Tiểu Minh tìm được công việc này cũng không dễ dàng gì. Con là người lớn nên rộng lượng chút, tha cho nó nhé. Thục Hiền, khi nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô ngay tại đây. Cô xem, bây giờ Tiểu Minh công việc cũng không dễ dàng gì, phải không? Cô nể tình mà tha cho nó, đừng sa thải nó nhé, có được không? Minh Quân, mẹ thấy hay là thôi đi. Mẹ vẫn còn tốt bụng quá đấy. Nếu mẹ tôi đã nói vậy, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, hôm nay tạm thời không truy cứu nữa. Sau này nếu biểu hiện không tốt thì biến đi cho đẹp trời. Vâng, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Bệnh viện. Thiếu gia, thằng nhóc đó lợi hại hơn tôi rất nhiều. Muốn tiễn hắn đi e là không dễ dàng đâu. Hơn nữa, cậu ta còn bảo tôi nói với cậu một câu, nói rằng đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu không sẽ khiến Châu gia ở đế đô biến mất. Cái gì? Mạnh miệng thật đấy, vậy mà lại dám đe dọa Châu gia. Hắn chỉ có chút bản lĩnh kia thôi mà cũng dám diệt Châu gia. Châu thiếu gia, chiến tướng Thanh Long đã lên tiếng rồi. Anh ta bảo những người đã hủy hợp tác với Diệp gia phải đến Diệp gia cầu xin tha thứ. Như thế này xem ra mối quan hệ giữa chiến tướng Thanh Long và Diệp gia nhất định là không bình thường đâu. Chiến tướng Thanh Long vậy mà lại để tâm đến Diệp gia như vậy. Lẽ nào chiến tướng Thanh Long đã nhìn trúng Diệp Mẫn Nhi rồi? Nhưng cho dù có chiến tướng Thanh Long che chở thì sao chứ? Dám đe dọa đến cả Châu gia, hắn nhất định phải trả giá. Anh Chí, phiền anh đi một chuyến rồi, lập tức nói chuyện này với lão gia. Đây là chuyện danh dự của Châu gia, ông nội tuyệt đối sẽ không cam tâm đâu. Vâng, khách sạn. Phim được dịch. Đợi đã, chúng ta thậm chí không có thiệp mời, đến đây làm gì chứ? Nếu gây chuyện ở đây,
cậu biết sẽ xảy ra hậu quả gì không? Không phải lần nào cũng may mắn có chiến tướng Thanh Long ra mặt đâu. Tôi thấy tên phế vật cậu không hại Diệp gia là không chịu nổi mà. Anh Minh Quân, không phải anh sẽ thật sự đi vào trước? Chúng ta không có thiệp mời thì không vào được đâu. Anh đừng gây rắc rối nữa, yên tâm đi. Anh không cần thiệp mời, trực tiếp quét mặt là vào được. Cậu tưởng cậu là ai? Quét mặt đi vào. Đây là lễ nhậm chức của Trần Bắc Vương đấy. Cậu ở đây gây sự, Lão Thiên Vương cũng không cứu nổi cậu. Lão Diệp, Mẫn Nhi, chúng ta đi, đừng để bị liên lụy. Não uống nước nên mới đến đây. Mọi người tin con một lần đi, lần này sẽ không có chuyện gì cả. Tin cậu sao? Muốn ngủ thì ngủ một mình đi. Cậu ta thật sự vào rồi. Làm sao có thể? Chúng ta qua đó xem. Nói không chừng là có thể vào đấy. Mẫn Nhi, mau vào thôi. Chuyện gì thế? Họ thật sự không ngăn chúng ta lại sao? Này, có phải là chiến tướng Thanh Long ra lệnh cho họ không? Đợi người Diệp ra đến, trực tiếp vào là được. Chắc là vậy đấy. Nếu chúng ta không có thiệp mời, không có lý do gì họ không cản chúng ta. Chuyện này có liên quan đến Thanh Long đấy. Nơi này, con muốn đến thì đến, không ai có quyền ngăn cản cả. Sảnh tiệc. Mấy người không có thiệp mời, sao lại vào được sảnh? Đương nhiên là đi vào rồi. Cậu là Triệu Minh Quân sao? Tôi còn tưởng là nhân vật nào đó máu mặt lắm, dám hùng hổ đòi diệt cả Châu gia tôi. Nếu không phải hôm nay là lễ đảm nhiệm của Trấn Bắc Vương, cậu tưởng cậu có thể sống đến bây giờ sao? Ông là ai? Ở đây làm loạn, có tin tôi đấm ông không? Hay cho con chó như cậu? Đây là ba tôi, gia chủ của Châu gia. Ba tôi bây giờ là người có chức có quyền. Nếu cậu dám ra tay với ông ấy, Trấn Bắc Vương có đến cũng không cứu nổi cậu. Hôm nay tôi nể mặt Trấn Bắc Vương. Nếu không phải lễ nhậm chức của anh ấy thì cậu đi đời rồi. Nhưng sau khi ra khỏi đây, mạng của cậu sẽ bắt đầu đếm ngược đấy. Tất cả mọi chuyện đều do một mình hắn làm, không liên quan gì đến chúng tôi, không liên quan đến mấy người sao? Diệp Mẫn Nhi, chờ thằng nhóc này đi gặp Diêm Vương rồi tôi sẽ từ từ cùng cô chơi đùa. Còn dám nhớ tới vợ tôi, không nhớ bị đánh ra sao phải không? Vậy tôi sẽ đánh thêm một cái cho cậu nhớ lại vậy. Dám ở lễ nhậm chức của Trấn Bắc Vương ra tay đánh người, bây giờ cho dù là Lão Thiên Vương cũng không cứu được cậu. Cho dù Châu gia tôi không ra tay, đợi Trấn Bắc Vương đến đây rồi, cậu cũng không còn mạng đâu. Cậu là đồ sao chổi. Đây là lễ nhậm chức của Trấn Bắc Vương, cậu dám ra tay sao? Cậu không muốn sống nữa sao? Cậu muốn ngủ thì cũng đừng kéo chúng tôi theo. Triệu Minh Quân, Châu gia chủ là người có chức có quyền ở đế đô, cho dù Trấn Bắc Vương không giáng tội, đợi khi kết thúc lễ nhậm chức, Châu gia chủ sẽ buông tha cho cậu sao? Cậu còn không mau quỳ xuống cầu xin Châu gia chủ khai ân, quỳ xuống cầu xin ông ta, ông ta có nhận nổi hay không? Gia chủ Châu gia có chức có quyền ở đế đô, trong mắt tôi chỉ là tên tầm thường mà thôi. Ông ta mới phải là người quỳ xuống cầu xin tôi khai ân. Nếu không, Châu gia sẽ không còn trên đời này nữa. Cái gì? Bảo chúng tôi quỳ xuống sao? Cậu đang nói gì thế? Đúng là thằng phá hoại mà. Không sợ bị người khác cười nhạo sao? Bây giờ là cậu đắc tội với chúng tôi. Chúng tôi có quyền lực và tiền bạc, cậu có gì chứ? Diệp gia sẽ bị chúng tôi nghiền nát, như nghiền nát một con kiến. Bây giờ không ai cứu được cậu đâu. Triệu Minh Quân, cậu điên rồi sao? Đây là vị trí của Trấn Bắc Vương, cậu đúng thật là gan lớn hơn trời mà. Ngay cả vị trí của Trấn Bắc Vương cũng dám ngồi, cậu đây là chán sống rồi sao? Ông trời cũng không giúp được cậu. Anh Minh Quân, anh đang làm gì thế? Anh mau đứng lên đi. Có anh ở đây, cho dù là Trấn Bắc Vương có đến cũng không dám ngồi đâu, mà còn phải cung kính mời anh ngồi đấy. Cậu đúng là con chó gan to mà, ngay cả Trấn Bắc Vương cũng dám sỉ nhục. Trên thế gian này, ngoại trừ Quốc Vương và Long Soái ra, ai dám làm bậy trước mặt Trấn Bắc Vương chứ? Còn không mau cút cho tôi. Ba cứ để hắn tìm đường xuống địa ngục đi. Ba nói xem, đợi Trấn Bắc Vương đến, thấy hắn ngồi ở vị trí của anh ấy, thì sẽ trừng phạt như thế nào? Đã khuyên hết lời rồi, đúng là chán sống mà. Triệu Minh Quân ơi là Triệu Minh Quân, nếu cậu không muốn sống nữa, vậy thì cũng đừng oán trách người khác đấy. Mẫn Nhi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Mẹ thấy thằng nhóc này là bị điên rồi.
Nếu như Trấn Bắc Vương trách tội, sẽ liên lụy đến Diệp gia chúng ta. Bây giờ, chúng ta phủi sạch quan hệ với nó, mẹ không muốn bị xử đâu. Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi, không đi là không kịp đâu. Đi cái gì mà đi? Ông nghĩ là giờ các người còn có thể đi được sao? Chúng tôi không biết cậu ta. Tất cả mọi việc đều do một mình cậu ta làm. Cậu ta là một tên điên. Châu thiếu gia, để chúng tôi đi đi. Chúng tôi không muốn bị xử. Mẫn Nhi ơi, tôi đã nói với cô từ đầu, cô nên đi theo Châu thiếu gia. Cô lại không chịu nghe. Bây giờ thì hay rồi. Triệu Minh Quân vậy mà dám đại nghịch bất đạo, đắc tội với Trấn Bắc Vương. Bây giờ cho dù Thanh Long đại nhân xuất hiện, cũng không cứu được các người. Tôi nói này, bây giờ cô nên vạch rõ ranh giới với Triệu Minh Quân, sau đó theo Châu thiếu gia. Diệp gia khác sẽ bình an vô sự. Mẫn Nhi, Thẩm thiếu gia nói đúng. Bây giờ con ở bên Châu thiếu gia, có Châu gia ở đây, Trấn Bắc Vương sẽ không làm khó chúng ta. Diệp Mẫn Nhi, đây là cơ hội cuối cùng của Diệp gia đó. Nếu như cô không biết trân trọng nó, Diệp gia chỉ có thể biến mất khỏi Vân Hải thôi. Mẫn Nhi, con còn do dự cái gì? Châu thiếu gia đồng ý với con rồi, con mau chóng qua bên đó đi, nhanh lên con ơi. Con thật sự muốn nhìn Diệp gia bị hủy diệt trong tay Triệu Minh Quân sao? Có tôi ở đây, Diệp gia sẽ không sao. Sau hôm nay, Châu gia phải bị diệt. Đã đến nước này rồi, cậu còn nói điên nói khùng gì nữa vậy? Chiến tướng Thanh Long đã tới, bái kiến Trấn Bắc Vương. Chiến tướng Thanh Long, Trấn Bắc Vương, xin chúc mừng ngài ạ. Hôm nay vốn dĩ là một sự kiện vui vẻ, nhưng đáng tiếc có người không muốn sống yên ổn, cả gan ngồi vào vị trí của ngài. Thật sự là đại nghịch bất đạo, cậu ta quá là ngạo mạn. Trấn Bắc Vương, thằng nhóc này không những ngồi vào vị trí của ngài, mà gặp ngài còn không bái kiến. Quả thật không coi ai ra gì, không để ngài vào trong mắt. Người như vậy nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Triệu Minh Quân, Trấn Bắc Vương và Thanh Long đại nhân đến rồi, cậu còn không mau cút xuống, quỳ gối dập đầu. Tôi thấy cậu là muốn tìm Diêm Vương sớm. Ngay cả uy nghiêm của Trấn Bắc Vương cũng dám khiêu khích. Để tôi xem cậu còn dám kiêu ngạo không. Trấn Bắc Vương, chiến tướng Thanh Long, chồng của tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Xin các đại nhân hãy tha thứ, tôi sẽ đưa anh ấy lên ngay. Trấn Bắc Vương tức giận rồi, muốn tự mình dạy dỗ thằng nhóc này. Tên nhóc này xong rồi, dám bất kính với Trấn Bắc Vương, còn không phải là tự tìm đường xuống mổ sao? Trấn Bắc Vương chính là sát thần xa trường, theo chân Long Soái trên mọi mặt trận. Quân địch ở nước ngoài nghe danh là phải sợ mất mật. Tôn nghiêm của loại người như vậy, sao có thể để người khác chà đạp chứ? Xong rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Triệu Minh Quân, cậu hại Mẫn Nhi nhà chúng tôi, giờ lại hại tiếp Diệp gia chúng tôi sao? Mẹ, trời muốn diệt Diệp gia rồi. Không, không phải, không phải trời diệt, mà là Trấn Bắc Vương diệt các người. Không phải các người tự chuốc lấy họa sao? Diệp Mẫn Nhi, không phải cô cứng đầu lắm sao? Bây giờ cô chỉ cần xin tôi một lần thôi, nói không chừng tôi có thể giúp cô một chút, còn bảo đảm cho Diệp gia thoát tội. Mẫn Nhi, con còn chưa tỉnh ngộ sao? Bây giờ Triệu Minh Quân chắc chắn sẽ bị xử. Chúng ta ngoài việc cầu xin Châu gia, không còn lựa chọn nào khác đâu. Lẽ nào con nhẫn tâm để ba và mẹ con, còn cả ông nội nữa, đều bị cậu ta hại sao? Cô còn do dự nữa là sẽ không còn cơ hội đâu. Chờ đến khi Triệu Minh Quân bị xử xong, tiếp đến sẽ là Diệp gia các người. Tiểu chức tham kiến Long Soái. Đứng dậy đi. Vâng Long Soái. Trấn Bắc Vương, sao ngài lại phải quỳ trước? Cậu ta chính là một thằng con rể ở Diệp gia mà thôi. Mắt của ông mù rồi sao? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Anh ấy chính là Long Soái của Thần Long Quân, là ân nhân cứu mạng của tôi. Ông lúc nãy muốn xử anh ấy sao? Cái này làm sao có thể chứ? Trấn Bắc Vương, ngài chắc là nhận nhầm rồi. Cậu ta làm sao có thể là Long Soái? Anh ấy có phải là Long Soái hay không? Chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Châu Quốc Vinh, gan chó của ông to quá rồi, dám to gan gây sự với Long Soái. Thảo nào phía trên gần đây có người muốn đối phó Long Soái, thì ra là ông. Châu gia âm thầm lưu phản. Long Soái, xin tha mạng, tôi thật sự không biết ngài là Long Soái. Nếu không, cho tôi 10.000 cái lá gan, tôi cũng không dám bất kính với ngài. Không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Muốn xử tôi,
muốn diệt Diệp gia. Sao bây giờ lại nhát gan đến như vậy? Lại đây. Tôi thực sự thích cách hai cha con các người. Kiêu ngạo lên mặt. Sư Long Soái tha mạng cho tôi. Tôi mới là người nên bị xử. Tôi không nhận ra ngài. Tôi không đáng sống. Không đáng sống. Châu gia có ý định tạo phản. Trấn Bắc Vương, anh biết nên xử lý như thế nào nhỉ? Châu gia có ý muốn hại Long Soái, ý đồ mưu phản. Tội này đáng tru di cửu tộc. Người đâu? Đưa bọn họ xuống cho tôi. Xử phạt tại chỗ. Long Soái xin tha mạng. Xin ngài đó Long Soái, hai người chúng tôi không dám nữa. Long Soái xin tha mạng cho chúng tôi. Long Soái, Thẩm gia với Châu gia có mối quan hệ thân thiết, cũng có ý mưu phản chung sao? Long Soái minh giám, xin hãy cân nhắc. Thẩm gia và Châu gia không có quan hệ gì cả. Long Soái xin hãy tha mạng. Trước đây chính là cậu hạ độc tôi. Tôi đã cho cậu cơ hội mà cậu không trân trọng. Lôi xuống. Tịch thu tài sản Thẩm gia. Tha cho tôi đi. Long Soái, xin ngài tha cho tôi. Anh Minh Quân, anh thật sự là Long Soái sao? Xin lỗi em Mẫn Nhi, đã giấu em lâu như vậy. Anh đã mệt mỏi với những ngày chiến đấu từ lâu rồi. Anh muốn sống như một người bình thường, trở về bên cạnh mẹ anh, chăm sóc mẹ đến cuối đời. Không ngờ vẫn xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nên là anh luôn luôn biết rằng sẽ không có việc gì, nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng đến vậy. Anh, tối nay anh không cần về nhà nữa. Ở chỗ này suy ngẫm cho kỹ đi. Mọi người đang nhìn đấy. Cười cái gì mà cười?